Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 57. Năm người lập tức phản ứng lại, chuẩn bị khởi động trận pháp bảo vệ tông môn. Ngay đúng lúc này, ầm ầm, bầu trời ngưng tụ tầng mây rông, một tia chớp rơi xuống quảng trường Vân Tiêu Tông. Ầm, trận pháp bảo vệ tông môn ầm ầm nổ tung, đá khắc phù văn nổ vụn. Đây là thiên kiếp. Còn người đám người Lạc Chính Hùng, Lạc Phu Nhân, Bát Sư Tỷ, Lưu Chính Võ, Lục Huyền Dương đồng loạt co rụt lại. Lạc Chính Hùng hít sâu một hơi, đù mẹ, không phải chứ. Chẳng lẽ lần thiên kiếp trên Long Đảo kia không phải thiên kiếp của Hắc Long Vương, mà là của cậu ta? Năm người Lưu Chính Võ và Lục Huyền Dương bị dọa đến mức trái tim như ngừng đập cái gì. Mặt mũi Lạc Phu Nhân tràn ngập vẻ không dám tin, cậu ta mới cảnh giới thần vương thôi, mà có thể dẫn tới thiên kiếp. Con người Lạc Chính Hùng trầm xuống. Rơi vào trên người Diệp Bắc Minh, không, giờ cậu ta đã là cảnh giới thần đế. Trời ạ! Lạc Phu Nhân lại hít sâu một hơi, từ cảnh giới thần vương trung kỳ, trực tiếp vượt qua cảnh giới thần chủ, tiến vào cảnh giới thần đế. Ông trời ơi, tên này, tăng cấp trong lúc giết chóc. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Thời khắc thiên kiếp xuất hiện. Chỗ tối, Đế Khởi La gắt gao che miệng nhỏ, á. Anh ta trực tiếp tiến vào cảnh giới thần đế, còn đưa tới thiên kiếp. Mọi người đế tộc đứng cạnh ai cũng nghiêm mặt nhìn. Bọn họ đã tới từ sớm, vẫn luôn bí mật quan sát. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh chém giết lão Diệp cảnh giới giới vương. Hơn nữa một mình giết chóc mấy trăm ngàn người. Mẹ nó lại còn đưa tới thiên kiếp. Những người đế tộc chưa kịp phản ứng lại từ trong cơn chấn động. Ầm ầm. Từng đạo thiếp kiếp lần lượt rơi xuống, bổ về phía đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, tháp nhỏ, đến lượt ông hấp thu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười to, ha ha ha, hôm nay bản tháp được ăn no rồi. Nhóc, tốt nhất cậu lại độ thêm mấy lần kiếp nữa, giúp bản tháp trực tiếp khôi phục thực lực đỉnh cao. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay, như một cây cột thu lôi. Thiên kiếp hung hăng nện xuống kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, sức mạnh sấm sét cuồng bạo không rơi vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Lạc Chính Hùng ngây người, trời ạ! Hít hà! Năm người Lưu Chính Võ hít ngược khí lạnh, khiếp sợ không nói nên lời. Đám người đế tộc kìm nén đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Đế Khởi La siết chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp nhìn đăm đăm vào người đàn ông đang chịu thiên kiếp. Tên này, mẹ nó còn là con người không? Con người Lạc Chính Hùng co rụt lại, suýt chút bị dọa chết khiếp, đù. Đù má nó. Thằng này rốt cuộc là quái vật gì? Cậu ta đang lợi dụng lực lượng của thiên kiếp. Lạc Phu Nhân khiếp sợ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bình thường người tu võ gặp được thiên kiếp, bọn họ tránh né còn không kịp. Diệp Bắc Minh không những vọt thẳng vào trong thiên kiếp, mà còn dùng thiên kiếp luyện thể. Sắc mặt Lạc Phu Nhân hiện lên vẻ ngưng trọng chưa bao giờ có, lão gia, thiên phú của người này e rằng đã vượt xa Diệp Phá Thiên. Lạc Chính Hùng gật đầu đồng ý. Nhìn thoáng qua Lạc Khuynh Thành còn hôn mê bất tỉnh bên cạnh. Có lẽ, cược một ván vào người này, có thể giải quyết nguy cơ của thánh tộc. Chấm chấm chấm. Chỗ tối. Thân thể đế giang run nhẹ nhẹ, lão tổ, ngài thấy kẻ này thế nào? Không ai trả lời. Lão tổ. Đế giang quay đầu, kinh ngạc nhìn lão tổ đế tộc. Chỉ thấy lão tổ đế tộc sững sờ đứng tại chỗ, cái trán phủ một lớp mồ hôi mỏng. Khuôn mặt già nua run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ bừng, cậu ta không phải là người. Đột nhiên, đám mây rông trên bầu trời chợt cuồn cuộn như cơn sóng thần tận thế ập đến. Một giây sau, mấy chục đạo thiên kiếp đồng thời bổ xuống. Ầm ầm, một mảnh mây rông cuồn cuộn, hoàn toàn bao phủ Diệp Bắc Minh. Qua nửa giờ, thiên kiếp dừng lại. Diệp Bắc Minh đi ra từ trong biển sấm sét. Hơi thở tăng lên cảnh giới thần đế. Lục Huyền Dương hoảng sợ trừng to mắt, chỉ vào Diệp Bắc Minh, mày. Mày rốt cuộc là người hay là quỷ? Diệp Bắc Minh không đáp lời, anh bước về phía năm người kia.
ra lệnh như một vị tử thần, quỳ xuống. Một áp lực cực lớn đè xuống đầu. Bịch bịch. Năm người đồng loạt quỳ xuống, cậu Diệp, chúng tôi biết lỗi rồi, cầu xin cậu tha cho chúng tôi. Trong lòng năm người hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả thiên kiếp cũng không giết chết được Diệp Bắc Minh, còn có ai có thể giết cậu ta nữa. Hiện tại, điều duy nhất bọn họ có thể làm chỉ có cầu xin tha thứ. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn năm người, nói đi, triệu năm trước, có những thế lực nào cướp đoạt long mạch từ đại lục chân võ? Lưu Chính Võ không dám giấu giếm, nói một lèo, Vân Thiêu Tông, tám gia tộc thần huyết lớn, Quỷ Sát Môn, Thiên Vũ Tông, Đế Tộc. Học viện giám sát của các đại lục thuộc thế giới cao võ. Nói đến đây, lão ta tạm dừng, còn có, Tổng viện giám sát. Chấm chấm chấm. Tổng viện giám sát. Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi trầm xuống, một cỗ sát ý chợt lóe qua. Ai? Anh quát lớn, cút ra đây cho tôi. Chấm chấm chấm. Chỗ tối. Đế Khởi La hơi kinh ngạc, chúng ta bị phát hiện. Đế Giang và Đế Khuyết nhìn về phía lão tổ đế tộc. Con người lão tổ đế tộc lập lòe, ra ngoài đi. Lão ta dẫn theo người đế tộc trực tiếp hiện thân, nói với Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, đế tộc chúng tôi không có ác ý với cậu. Hơn nữa, chuyện long mạch năm đó có ẩn tình khác. Hy vọng cậu Diệp cho đế tộc một cơ hội, lão phu sẽ từ từ giải thích. Diệp Bắc Minh như thể không hề nghe thấy, phẫn nộ quát, tao bảo mày cút ra đây, không nghe thấy hả? Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém về chỗ nào đó trong hư không? Không khí nổ đùng một tiếng. Một đám xương máu ầm ầm nổ. Một người khác mặc đồ đen trốn về phương xa. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc, thế thân. Chợt, đôi mắt anh trầm xuống. Nhìn về phía nào đó, muốn chạy, có thể sao? Chém một đạo kiếm khí xuống. Ầm. Một người mặc áo bào đen bị đánh bay, kêu lên thảm thiết giữa không trung. Hóa thành một đám xương máu. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tháp nhỏ, người kia chết chưa? Tại sao tôi cứ cảm thấy hơi kỳ quặc? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, anh ta không chết, chạy. Chạy. Vừa rồi cậu đã giết hai thế thân, chân thân của anh ta sớm đã chạy xa trăm dặm. Thế thân. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lập lòe, đuổi theo. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại lên tiếng, không cần đuổi. Hai thế thân này luyện chế thành từ tinh huyết của người nọ, bản tháp đã nhớ kỹ hơi thở của bọn họ rồi. Hơn nữa, cậu biết người này. Trong mắt Diệp Bắc Minh lóe lên vẻ lạnh lẽo, tôi biết. Chấm chấm chấm. Tổng viện giám sát, bên trong một tòa cung điện bằng đá cổ xưa. Một người áo đen chật vật xông tới, quỳ một chân xuống, đại nhân, thất bại. Một mình Diệp Bắc Minh giết mấy trăm ngàn người tu võ, Vân Tiêu Tông hủy diệt. Ghế đá trong cung điện, một lão già trông y như thi thể mở choàng mắt, cậu nói gì cơ? Cậu có biết kết cục lừa gạt tôi là gì không? Khụ khụ. Người áo đen ho ra một ngụm máu tươi, đại nhân. Tôi sao dám lừa gạt ngài? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu không phải tôi chạy nhanh thì sớm đã trở thành vong hồn dưới kiếm người này rồi. Người kia nhanh chóng cẩn thận giải thích chuyện xảy ra tại Vân Tiêu Tông. Đôi mắt người áo đen hiện lên vẻ kinh sợ, đại nhân, có phải chúng ta tính toán sai rồi không? Tốc độ trưởng thành của người này thật sự quá kinh khủng. Mới có mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, đã sắp không thể khống chế được rồi. Nếu để anh ta tiếp tục trưởng thành, chúng ta... Người áo đen không nói hết lời. Cung điện đá lâm vào sự yên tĩnh như chết. Không biết qua bao lâu. Cuối cùng lão già như thi thể kia mới mở miệng, nếu không thể khống chế được, vậy thì giết đi. Ánh mắt người áo đen ngưng trọng, đại nhân, kẻ này bước đầu có thành tựu. Cộng thêm thanh kiếm trong tay anh ta nữa, muốn giết anh ta rất khó. Lão già như thi thể cười vô cùng âm trầm, chẳng phải cậu sớm đã biết được nhược điểm của người này sao? Trong tay cậu có nhiều lợi thế như vậy, còn sợ không bắt được anh ta. Đôi mắt người áo đen dần trở nên lạnh lẽo, ngưng tụ thành sát ý. Đi làm đi. Lão già như thi thể phất phất tay. Rõ. Người áo đen xoay người rời đi.
đột nhiên. Giọng nói già nua truyền đến từ phía sau lưng, lần sau tới nơi này không cần che che lấp lấp nữa. Người áo đen sững sờ, chợt gật đầu, vâng, đại nhân. Ông ta quyết đoán cởi áo bào đen, lộ ra gương mặt mà Diệp Bắc Minh vô cùng quen thuộc. Viện trưởng Tổng viện Giám sát, Vương Bình An. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Tháp nhỏ, ông nói người áo đen kia là Vương Bình An. Diệp Bắc Minh vô cùng khiếp sợ. Lông mày của anh gắt gao nhíu lại, tại sao lại là ông ta? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc, cậu vẫn còn quá non nớt. Cẩn thận suy nghĩ lại xem, lúc cậu ở Kiếm Tông, Long Đảo. Có phải người của Tổng viện Giám sát đều ở bên cạnh không? Diệp Bắc Minh nhớ lại, gật đầu, đều ở bên cạnh. Vương Bình An cũng ở đó. Nhưng, ông ta dường như không hề có cảm giác tồn tại. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, chẳng lẽ cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Viện trưởng Tổng viện Giám sát mà lại không có cảm giác tồn tại như vậy. Ông ta vô điều kiện trợ giúp cậu, đến tột cùng là vì cái gì? Giọng nói lạnh lùng tiếp tục, ngoài bố mẹ cậu ra, trên đời này còn có ai sẽ đối xử tốt với cậu vô điều kiện? Cho dù là bản tháp, nếu không phải cậu có thiên phú nghịch thiên, bản tháp cũng chẳng thèm nhìn cậu một lần. Sư phụ cậu đối xử tốt với cậu, là bởi đặt kỳ vọng cao vô hạn trên người cậu. Sư tỷ đối với tốt với cậu, là bởi vì các cô ấy có sứ mệnh của mình. Diệp Bắc Minh nhăn mày lại, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói rất chói tai, nhưng cũng rất đúng. Hơn nữa, bản tháp đã sớm nhắc nhở cậu, chỗ sâu trong Tổng viện Giám sát có vấn đề. Bản tháp khôi phục không đủ lực lượng, tạm thời không biết vấn đề ở chỗ nào. Tất cả đều cần tự cậu đi thăm dò. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, xem ra còn phải đi Tổng viện Giám sát một chuyến. Anh không nghĩ nhiều nữa. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục gác trên cổ Lưu Chính Võ, long mạch các người cướp đoạt từ đại lục chân võ giờ ở đâu? Lưu Chính Võ nuốt nước miếng, cắn răng nói, cậu Diệp, tôi có thể nói cho cậu vị trí của long mạch. Nhưng, cậu nhất định phải dùng sơ tâm võ đạo thề tha cho tôi một mạng. Phụt! Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém xuống. Một đám xương máu nổ tung, chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh, các người không có tư cách nói điều kiện với tôi. Bốn người còn lại hít sâu một hơi, dọa đến nằm dạp trên mặt đất, long mạch ở ngay trong cấm địa Vân Tiêu Tông, cậu Diệp tha. Phụt, 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 phụt. Diệp Bắc Minh không hề do dự chém chết bốn người, bát sư tỷ, chúng ta đi. Đi, đi xem một chút. Thánh tộc và đế tộc liếc nhìn nhau, đi theo sát phía sau. Bước vào cấm địa Vân Tiêu Tông, trước mắt rộng mở sáng ngời. Lục Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm ba tòa núi rồng phía trước. Trong hư không, phù văn lấp lóe, hình thành một mảnh kết giới ngăn cản thế giới bên ngoài. Khuôn mặt cô ấy tràn ngập vui mừng, tiểu sư đệ, long mạch ở ngay trong núi này. Đây là long mạch của đại lục chân võ, mau lấy nó đi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, phải làm thế nào? Lục Tuyết Kỳ lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng đồng, khẽ suy tư, rồi thu lại. Tiểu sư đệ, dùng long thích của em. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, long thích. Lục Tuyết Kỳ truyền dạy Diệp Bắc Minh một khẩu quyết, đây là tầm long quyết, do một vị đại năng hoa tộc sáng tạo. Pháp quyết này có thể thu hết long mạch trong thiên hạ, em thu ba long mạch này vào trong long thích đi. Diệp Bắc Minh nhíu mày, nếu như em thu ba long mạch vào trong long thích của em, chẳng phải nó sẽ dung hợp với em sao? Vậy đại lục chân võ làm sao bây giờ? Lục Tuyết Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, trời ạ, các chị sẽ có cách. Long mạch tạm thời gửi ở chỗ em, cũng chỉ có em có thể bảo vệ tốt cho long mạch. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, em thử một chút. Anh bước lên trước, đi lên không trung phía trên ba tòa núi rồng. Phát động tầm long quyết. Ầm ầm. Dãy núi phía trước dao động, long mạch hóa thành ba đầu kim long xông lên không trung. Bỏ chạy ra bên ngoài. Lục Tuyết Kỳ khẽ quát, tiểu sư đệ, đừng để long mạch chạy. Một khi long mạch chạy xuống sâu dưới lòng đất sẽ không thể tìm được. Diệp Bắc Minh đuổi theo như một viên sao băng, dẫm một chân lên một long mạch. Gào giống. Xít lên một tiếng,
long mạch hóa thành chân long kịch liệt phản kháng, hất tung Diệp Bắc Minh ra ngoài. Diệp Bắc Minh sầm mặt lại. Kiếm càn khôn chấn ngục phóng ra kiếm khí đầy trời, khóa chặt long mạch, treo đầu nó trên không trung. Âm thanh lạnh như băng vang lên, tao chỉ cho mày một cơ hội, hoặc là thần phục. Hoặc là cắn nuốt. Long mạch có thể cảm nhận được sát ý của Diệp Bắc Minh. Nó gầm nhẹ, lựa chọn thần phục. Diệp Bắc Minh nhìn hai đầu long mạch còn lại, chúng mày thì sao? Hai long mạch còn lại biết, mình hoàn toàn chạy không thoát. Lựa chọn thần phục. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu, vung tay lên. Ba đầu long mạch đồng loạt chui vào bên trong long tích. Một luồng sức mạnh cực kỳ to lớn lập tức truyền khắp tay chân. Giống. Tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng trời. Cộng thêm bốn con rồng vốn có trong cơ thể Diệp Bắc Minh, lúc này anh đã tụ tập bảy chân long. Hít hà. Trông thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái gì là yêu nghiệt? Tên này mẹ nói mới thật sự là yêu nghiệt. Gương mặt xinh đẹp của Lạc phu nhân ửng đỏ, gia chủ, long tích đã chứa được bảy chân long. Dù là tại thánh vực cũng là thiên chi kiêu tử cực kỳ hiếm thấy. Lạc Chính Hùng siết chặt nắm đấm, người con rể này, tôi nhận. Sau khi thu nạp ba đầu long mạch vào long tích, Diệp Bắc Minh lạnh lẽo nhìn mấy người đế tộc, đến lượt các người, giải thích một chút đi. Vì sao đế tộc các người lại cướp đoạt long mạch của đại lục chân võ? Kiếm càn khôn chấn ngục ong ong, tốt nhất ông nên cho tôi một lý do hoàn mỹ. Lão tổ đế tộc lắc đầu, nghiêm túc nói, người trẻ tuổi, đế tộc mang đi ba long mạch từ đại lục chân võ. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ha ha, vậy thì không còn gì để nói nữa. Kiếm càn khôn chấn ngục giơ lên cao. Chậm đã. Lão già đế tộc quát khẽ, lão phu có thể giải thích. Diệp Bắc Minh tức giận mắng, giải thích mẹ ông ấy. Một cỗ uy thế cực kỳ khủng bố giáng xuống, con người lão già đế tộc lóe lên ánh sáng. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, người trẻ tuổi, cậu thật sự không nói lý lẽ như thế sao? Lão ta quát to, được, nếu đã vậy, lão phu sẽ thử xem thanh kiếm này của cậu có sắc bén hay không. Long tích bộc phát. Bảy đầu chân long đồng thời gào thét. Một giây sau, lão già đế tộc bị đánh bay ra ngoài. Lão ta đập thật mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Vả mặt tới quá nhanh. Lão ta đang chuẩn bị đứng lên, kiếm càn khôn chấn ngục bỗng chống lại yết hầu lão, tôi cho ông một cơ hội, giải thích tôi nghe xem nào. Lão tổ đế tộc xấu hổ giận dữ muốn chết, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh cậu. Lão tổ. Đám người đế tộc thay đổi sắc mặt. Lạc Chính Hùng và Lạc phu nhân cũng hồ đồ. Ngay cả một chiêu của Diệp Bắc Minh mà lão tổ đế tộc cũng không tiếp nổi. Quá phóng đại rồi đi. Trong sự lặng ngắt như tờ. Cậu Diệp, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Phùng Vũ chạy tới với biểu cảm nghi ngờ, người của Vân Tiêu Tông đâu? Trên quảng trường ngoài kia toàn là máu tươi, sao lại chẳng thấy người nào? Nói đến cùng, ai mà tưởng được toàn bộ Vân Tiêu Tông đã Diệp Bắc Minh giết chóc gần như chẳng còn ai. Cậu Diệp, chúc mừng cậu, xin chúc mừng cậu. Phùng Vũ thở hồng hộc. Diệp Bắc Minh nhìn Phùng Vũ, chúc mừng tôi cái gì? Phùng Vũ cười đầy thần bí, cậu Diệp, Tổng viện trưởng đặc biệt tuyển chọn tất cả thành viên nòng cốt của nhà họ Diệp gia nhập Tổng viện giám sát. Còn cả vài bạn bè của cậu tại địa bàn Côn Luân cũng đều tiến vào Tổng viện giám sát, trọng điểm bồi dưỡng. Ông nói gì cơ? Trong nháy mắt, một luồng sát ý lạnh như băng bộc phát. Phùng Vũ bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, cậu Diệp, cậu. Cậu sao vậy? Đây là chuyện tốt mà. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Nhìn dáng vẻ của Phùng Vũ. Hình như ông ta không rõ ràng lắm. Nhưng đối với người nhà họ Diệp và bạn bè của Diệp Bắc Minh mà nói, chính là rơi vào hang sói. Phùng Vũ đối xử với Diệp Bắc Minh không tệ. Vương Bình An bảo ông ta tới, phỏng chừng là để ông ta dùng mạng của mình thông báo cho Diệp Bắc Minh chuyện này. Nhìn khuôn mặt bối rối của Phùng Vũ, e rằng còn chưa biết mình tới đây để chịu chết.
Giọng nói của Diệp Bắc Minh trầm xuống, có những người nào? Phùng Vũ lau khô máu tươi trên khóe miệng, cái này tôi cũng không biết, viện trưởng chỉ bảo cậu ở Vân Tiêu Tông. Bảo tôi lập tức đến thông báo, những chuyện khác không hề nói với tôi. Quả nhiên, Phùng Vũ bị Vương Bình An phái tới chịu chết. Anh tiện tay ném ra một viên đan dược, vừa rồi là tôi xúc động. Viên đan dược kia có thể trị hết thương thế của ông. Phùng Vũ nhận được ơn huệ mà lòng nơm nớp lo sợ. Cậu ta còn biết xin lỗi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh xoay chuyển, nhìn về phía lão tổ đế tộc, đầu của ông gửi tạm ở chỗ ông trước đã, tôi sẽ đích thân bái phỏng đế tộc sau. Cái gì? Phùng Vũ giật nảy mình. Ông ta kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, anh đang uy hiếp đế tộc. Đế Giang và đế Khuyết vừa giận vừa sợ, không dám nói nhiều một câu. Khuôn mặt lão tổ đế tộc khó coi tới cực điểm. Diệp Bắc Minh quay sang phía Lục Tuyết Kỳ, bát sư tỷ, chị trông nom đại sư tỷ nhé, em phải đi tổng viện giám sát một chuyến. Lục Tuyết Kỳ muốn nói lại thôi, cô ấy biết tính cách của Diệp Bắc Minh. Nên không nhiều lời nữa, tiểu sư đệ, hết thảy cẩn thận. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, đi, đến tổng viện giám sát. Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh trở lại tổng viện giám sát, mấy bóng người quen thuộc nhanh chóng chạy tới. Tham kiến thiếu chủ. Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên quỳ một chân xuống. Khuôn mặt nhỏ của Trần Lê Y nóng lên, hồi hộp nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Rồi vội vàng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ đến mang tai, tham kiến thiếu chủ. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc. Cảnh giới của cô nhóc này đã bắt kịp Lăng Thi Âm. Mới được hơn một năm chứ mấy. Tốc độ này quả thực có phần kinh người. Chẳng lẽ thật sự là thiên tài võ đạo? Chấm chấm. Anh Diệp. Hầu tử mỉm cười xông lên, ôm lấy Diệp Bắc Minh. Lại đấm vào vai anh một quyền, anh được đấy, thế mà đã dạng danh khắp thế giới cao võ rồi. Không hổ là anh em tốt của Vương Khinh Hầu tôi. Mình cậu đắc đạo, chúng tôi cũng gà chó lên trời theo. Nếu không phải anh Diệp, e rằng chúng tôi vẫn còn đang hít bụi tại địa bàn Côn Luân. Mấy người bọn họ rất hưng phấn. Nhưng khuôn mặt Diệp Bắc Minh không thấy chút vui vẻ nào, sao mọi người lại tới đây? Lăng Thi Âm nghi hoặc, thiếu chủ, không phải cậu bảo chúng tôi tới sao? Tôi. Lông mày Diệp Bắc Minh lại càng xoắn lại. Ngô Khinh Diên liền vội vàng giải thích, thiếu chủ, tổng viện giám sát tới địa bàn Côn Luân. Nói rằng thiếu chủ cậu lập công lớn cho tổng viện giám sát, bảo chúng tôi đến tổng viện giám sát tập võ. Chẳng lẽ, không phải cậu bảo chúng tôi tới? Diệp Bắc Minh không nói gì. Sâu trong đôi mắt hiện lên sát ý lạnh như băng. Anh bảo những người này lưu lại địa bàn Côn Luân chính bởi vì suy nghĩ cho an toàn của bọn họ. Vương Bình An lại bị ổi đến như thế. Mang những người này ra uy hiếp anh. Hầu tử cũng cảm giác được mọi chuyện không đúng lắm, nghi ngờ hỏi, anh Diệp, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến, nhóc Diệp, cậu trở lại rồi. Tạch! Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn. Vương Bình An mỉm cười bước tới gần. Trên người Diệp Bắc Minh ngưng tụ một cỗ sát ý. Cảm nhận được sát ý của Diệp Bắc Minh, Vương Bình An tỉnh bơ mở miệng, mọi người đi xuống trước đi. Lát nữa rồi ôn chuyện sau. Tôi tìm nhóc Diệp có chút việc. Mấy người bọn họ nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh gật đầu ra hiệu, mọi người xuống nghỉ ngơi trước đi. Vương Bình An nhìn lướt qua Phùng Vũ, cậu cũng đi xuống đi. Bọn họ quay người đi. Diệp Bắc Minh bước lên trước, đi đến bên người Vương Bình An. Bù! Một cỗ sát ý ngút trời lập tức khóa chặt Vương Bình An. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay anh cũng gác lên cổ Vương Bình An. Âm thanh như tử thần vang lên, Vương Bình An, ông muốn chết đúng không? Thân thể Vương Bình An khẽ run lên, nhưng ông ta không né tránh. Ông ta chỉ vào hướng đám hầu tử vừa rời đi, tốt nhất là cậu nên buông thanh kiếm trong tay xuống, nếu để bọn họ thấy cảnh này, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nếu không thì, để tôi nói thẳng cho bọn họ tất cả. Diệp Bắc Minh không nói gì, sắc mặt anh lạnh hơn. Vương Bình An nhếch miệng cười, có đôi khi,
không biết gì cả cũng là một niềm hạnh phúc. Cậu nhìn bọn họ đi, tiến vào tổng viện giám sát xong còn có thể học tập võ kỹ đứng đầu. Hạnh phúc biết nhường nào. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta như nhìn một người chết. Vương Bình An bình tĩnh nói tiếp, nhóc Diệp, lão phu không thích bị người khác dùng loại ánh mắt này nhìn. Bằng không thì lão phu không dám cam đoan, một ngày nào đó những người này sẽ không cẩn thận chết mất đâu. Ông ta nở nụ cười vô cùng thâm thúy, cậu hy vọng ba người phụ nữ kia chết, hay là anh em kết nghĩa của cậu chết? Hơi thở chết chóc bùng nổ ra từ bên trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Bình An, ông cảm thấy dùng bọn họ là có thể uy hiếp được tôi sao? Trên mặt Vương Bình An vẫn treo nụ cười, cậu không quan tâm đến sống chết của bọn họ hả, không sao cả. Tôi đã phái người đi bảo vệ cho nhà họ Diệp rồi. Chỉ cần cậu nghe lời, tôi bảo đảm không có bất kỳ ai sẽ bị thương. Đương nhiên, nếu cậu muốn cá chết lưới rách cũng được. Chỉ là, thời điểm mà cái đầu của tôi rơi xuống đất, tôi cam đoan tất cả những người bên cạnh cậu sẽ chôn cùng với tôi. Ông ta nở nụ cười nghiền ngẫm, sao hả? Biểu cảm của Diệp Bắc Minh không hề thay đổi, anh thu hồi kiếm càn khôn chấn ngục, ông không xứng so với bọn họ. Vương Bình An âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta thật sự sợ hãi, Diệp Bắc Minh sẽ liều lĩnh giết mình. Chỉ có thể đánh cược một lần. Hiện tại xem ra ông ta thắng cuộc. Vương Bình An mỉm cười, nhóc Diệp, cậu là người thông minh. Tôi còn thật sự cho rằng cậu không hề có nhược điểm cơ chứ. Hiện tại xem ra, mặc dù cậu sát phạt quả quyết, nhưng những người thân cận mà cậu quan tâm quá. Chưa nói dứt câu. Diệp Bắc Minh đã tát cho ông ta một cái. Bốp! Vương Bình An bay ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất mười mấy vòng như một con chó chết. Cậu! Vương Bình An phẫn nộ, che mặt trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Anh thản nhiên nói, tạm thời không giết ông, chẳng lẽ tôi còn không thể đánh ông? Vèo! Tiến lên một bước. Bốp! Cái tát thứ hai mạnh mẽ rơi xuống. Vương Bình An lại lăn lông lốc, tức giận gào thét, Diệp Bắc Minh, cậu đừng có mà quá quát. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, ông cũng chỉ là một con chó mà thôi, không có tư cách đàm phán với tôi. Dẫn tôi đi gặp người sau lưng ông. Vương Bình An hơi khiếp sợ, lạnh lẽo lắc đầu, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Bốp! Diệp Bắc Minh lại trở tay cho một cái tát, với đầu óc của ông cũng nghĩ ra được những thủ đoạn này sao? Ông có tin tôi có thể lập tức giết ông hay không? Người sau lưng ông sẽ không vì một con chó như ông mà trở mặt với tôi. Nghe được câu nói này, Vương Bình An khẽ run lên. Quả thật có khả năng này. Ông ta dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo quét nhìn Diệp Bắc Minh, tôi dẫn cậu đi. Một vài phút sau, Diệp Bắc Minh đi vào chỗ sâu trong tổng viện giám sát. Đằng trước là một tòa cung điện bằng đá đứng sừng sững. Giọng tháp càn khôn chấn ngục đông lại, hơi thở này là thần điện. Một giây sau, bên trong vang lên một giọng nói già nua, cậu đã đến rồi. Vương Bình An lập tức gật đầu, dạ vâng, đại nhân, tôi tới. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong điện đá, tôi đang nói chuyện với cậu hả? Cút! Vương Bình An lúng túng, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Ông ta oán độc liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Chật vật bỏ đi. Chấm chấm chấm. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Diệp Bắc Minh truyền âm hỏi, tháp nhỏ. Ông vừa mới nhắc tới thần điện là có ý gì? Tháp càn khôn chấn ngục trần chờ vài giây mới mở miệng trả lời, bản tháp không nhớ rõ, chỉ là chỗ sâu trong trí nhớ của tôi hình như có một thứ như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy tòa cung điện bằng đá màu đen, chỗ sâu trong thần hồn tôi tự động nhảy ra hai chữ này. Diệp Bắc Minh khẽ nhíu mày. Đến cùng tòa thần điện này có liên quan gì đến tháp càn khôn chấn ngục? Đúng lúc này, giọng nói bên trong tòa điện đá mang theo vài phần kích động, không tệ, cậu mạnh hơn Diệp Phá Thiên nhiều. Ông biết tổ tiên nhà họ Diệp? Diệp Bắc Minh hỏi một câu. Ha ha ha. Âm thanh kia có thêm ý cười, đâu chỉ quen biết, chính anh ta đã mang lão phu từ bên trong chiến trường Thái Cổ ra ngoài. Cái gì? Diệp Bắc Minh khiếp sợ, Diệp Phá Thiên là người của 1.000.000 năm trước,
Chẳng lẽ ông đã sống cả triệu năm? Nếu là thật thì tương đối kinh khủng. Giọng nói kia trả lời, chính xác. Hít hà. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc, đừng ngạc nhiên. Chỉ có một triệu năm thì tính là gì? Bản tháp cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên. Người bên trong cung điện đá rất hài lòng với phản ứng của Diệp Bắc Minh. Giọng điệu mang theo vẻ kiêu ngạo, chỉ một triệu năm đâu là gì? Người tu võ đứng đầu trong thánh vực sống mấy triệu năm cũng có thể. Cậu mở được long tích, con đường tu võ của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, ông là người từ thánh vực. Đúng. Âm thanh truyền ra nhuốm chút cô đơn. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, nếu đã vậy, ông đến thế giới cao võ làm gì? Theo đạo lý, thánh vực hẳn là thích hợp để tu võ hơn. Giọng nói trong điện đá chợt trở nên phẫn nộ, cậu tưởng rằng tôi muốn đến đây sao? Lão phu nằm mơ cũng muốn trở về, nơi rách nát này đến cả pháp tắc thiên địa cũng không hoàn chỉnh. Thần hồn lão phu chỉ có thể ở bên trong tòa điện đá này. Nếu không phải năm đó lão phu bị thương, cả đời này cũng sẽ không tới cái chỗ mà cứt chim cũng không thèm ỉa này. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lập lòe, cho nên, là Diệp Phá Thiên cứu ông. Âm thanh kia tạm dừng một lát, rồi cười lạnh một tiếng, cậu rất thông minh, không tệ. Diệp Phá Thiên đã cứu tôi, nhưng cũng hại tôi. Anh ta cứu tôi một lần, giúp thần hồn của tôi có thể tồn tại. Nhưng hại tôi một lần, chính là không nên mang tòa điện đá này về thế giới cao võ. Nếu như thần hồn của tôi ở bên trong chiến trường Thái Cổ, tôi đã sớm khôi phục thân xác, trở về thánh vực. Diệp Bắc Minh suy tư, cho nên, ông tìm tôi bởi muốn quay về thánh vực. Thông minh, cậu lại đoán đúng. Tại sao lại là tôi? Bởi vì chỉ có mình cậu mở ra long tích, cũng chỉ có cậu có thể mang tôi tiến vào chiến trường Thái Cổ, trở lại thần điện. Nghe được hai chữ này. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích. Vừa rồi Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng nhắc tới thần điện. Anh hỏi thẳng, thần điện là chỗ nào? Cậu không cần biết. Giọng nói trong cung điện đá trở nên cảnh giác, cậu chỉ cần biết, muốn cho bố mẹ và bạn bè cậu sống sót. Nhất định phải mang tôi tiến vào chiến trường Thái Cổ, rồi đưa thần hồn của tôi vào trong thần điện. Ngoài việc đó ra, cậu không có lựa chọn thứ hai. Hiện tại, đặt thanh kiếm Càn Khôn Chấn Ngục kia ở bên ngoài, sau đó tiến vào cung điện bằng đá. Tôi có một số việc muốn giao phó cho cậu. Vừa dứt lời. Ầm ầm. Cửa chính của tòa điện đá màu đen ầm ầm mở rộng, bên trong một màu đen kịt, vào đi. Diệp Bắc Minh cảnh giác. Âm thanh kia tiếp tục truyền ra, nếu mà tôi muốn giết cậu, cậu sớm đã chết mấy chục lần rồi. Dù tôi chỉ còn lại một sợi thần hồn, dùng lực lượng của thần hồn để giết cậu cũng dễ như trở bàn tay. Diệp Bắc Minh ra vẻ suy tư. Đồng thời âm thầm mở miệng, tháp nhỏ, trong này an toàn không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, có bản tháp ở đây, chỉ một sợi thần hồn thì không có bất kỳ uy hiếp gì đối với cậu. Hơn nữa, bản tháp đã đoán được lão ta muốn làm gì. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, lão ta muốn làm gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười ha hả, cậu đi vào thì biết, sẽ rất thú vị đấy. Thật sao? Diệp Bắc Minh không hỏi thêm nữa. Trực tiếp lấy kiếm Càn Khôn Chấn Ngục ra, đâm xuống mặt đất. Giọng nói bên trong cung điện bằng đá tiếp tục truyền đến, còn cả thanh kiếm Đoạn Long kia của Diệp Phá Thiên nữa, cũng để ở bên ngoài luôn đi. Diệp Bắc Minh làm theo. Một giây sau, anh nhấc chân bước vào cổng lớn của điện đá. Ngay trong nháy mắt Diệp Bắc Minh tiến vào. Vèo, một lão già gầy đét như thi thể nhào tới. Lão ta dương nanh múa vuốt. Chẳng khác gì ác quỷ. Thằng nhóc kia, mày thật đúng là nghe lời. Thân thể này của mày quả thật là hoàn mỹ, chẳng những mở ra long tích, còn dung hợp luyện hóa long huyết. Thêm cả huyết mạch ma tộc, thiên phú tu võ lại càng kinh người. Hiện tại, thân thể này là của lão phu. Tốc độ của lão già khô gầy nhanh như tia chớp, hoàn toàn không cho Diệp Bắc Minh cơ hội phản ứng. Anh nhanh nhẹn lui về sau. Nhưng sau lưng lại đụng vào cửa chính. Tiếng bịch vang lên,
hành động bị chậm lại 3 phần. Lão già khô gầy thừa cơ nhào lên, hai tay bóp lấy cổ Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh quát lớn, cút. Hai tay nắm lấy cánh tay lão già khô gầy, chợt dùng sức. Gào giống. Tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc giòn giã, cánh tay của lão già khô gầy tức khắc bị bẻ gãy. Xương cốt màu trắng xuyên qua máu thịt, nhưng không có giọt máu tươi nào chảy ra. Vô cùng kỳ dị. Lão ta không những không cảm giác được đau đớn, ngược lại tham lam cười như điên, ha ha ha, quá tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, lão phu chính là Diệp Bắc Minh. Thân thể hoàn mỹ này thuộc về ta. Thằng nhóc, thần hồn của cậu cứ thế mà chôn vùi đi, cậu không xứng có được thân thể này. Bù! Một ánh sáng đỏ lóe lên, bắn ra từ trong con ngươi của lão già khô gầy. Trong nháy mắt chui vào trong đầu Diệp Bắc Minh. Một giây sau, chỗ sâu trong đầu óc Diệp Bắc Minh xuất hiện một lão già khô gầy giống y như đúc. Thần hồn xuất khiếu. Đoạt xá. Lão ta thế mà mơ mộng hão huyền chiếm cứ thân thể Diệp Bắc Minh. Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh uy nghiêm vang lên, chiếm cứ thân thể của chủ nhân tôi. Ông đang muốn ăn cái rắm gì đấy? Một tòa bảo tháp hiện lên. Nó cao lớn vững chãi, đồ đằng của một đầu chân long và phượng hoàng quấn quanh thân tháp, sinh động như còn đang sống. Bên ngoài, phía sau bảo tháp cuồn cuộn từng dòng khí hỗn độn. Chính là tháp càn khôn chấn ngục. Khoảnh khắc trông thấy bản thể của tháp càn khôn chấn ngục. Thần hồn của lão già khô gầy suýt chút nữa bị dọa chết tươi, cái gì? Làm sao có thể? Thần hồn lão ta hoảng sợ kêu to, như đang nhìn thấy quỷ, ông là tòa tháp này. Ông thế mà là tòa tháp này. Năm đó, chính vì tranh đoạt ông mà những cường giả kinh khủng kia đã đánh nát toàn bộ thế giới thái cổ. Lão ta vừa nói xong câu này. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được ý thức của tháp càn khôn chấn ngục dậy sóng, ông biết tôi. Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc, tháp nhỏ, chuyện gì thế này? Tôi không biết. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, giọng nói ngưng trọng, chuyện này cần hỏi lão ta. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông biết quá khứ của bản tháp. Một cỗ uy áp mạnh mẽ đánh úp lại, ép tới mức thần hồn lão già khô gầy quỳ xuống. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Giọng lão ta run rẩy, ông không nhớ rõ. Tháp càn khôn chấn ngục lạnh lẽo đáp, nếu mà bản tháp nhớ kỹ thì còn cần hỏi ông sao? Nói. Thần hồn lão già khô gầy đảo mắt, cắn răng trả lời, tôi có thể nói cho ông biết hết thảy, nhưng ông không thể giết tôi. Hơn nữa, còn phải đưa tặng thân thể của người này cho tôi, sao hả? Tháp càn khôn chấn ngục cười lạnh, ông có tư cách gì mà cò kè mặc cả với bản tháp? Bù. Sức mạnh thần hồn nghiền ép xuống. Thần hồn lão ta nằm dạp trên mặt đất, như một mảnh thủy tinh nứt xuất hiện vô số khe hở. Á, đừng mà, tha mạng. Lão già khô gầy hoảng sợ, cầu xin tha thứ, tôi biết sai rồi, tôi nói. Tôi bằng lòng nói tất cả cho ông. Sức mạnh thần hồn kia biến mất. Lão ta run rẩy không ngừng, đại nhân, tôi tên là Yến Bách Lý, từng là người tu võ cảnh giới chân linh tại thánh vực. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, cảnh giới chân linh. Đây là cảnh giới gì? So với cảnh giới giới chủ thì thế nào? Yến Bách Lý cười lạnh, đúng là con sâu ngồi dưới đáy giếng, giới chủ tính cái thá gì? Lão ta chẳng thèm trả lời vấn đề của Diệp Bắc Minh. Một giây sau, tháp càn khôn chấn ngục đột nhiên bộc phát ra hơi thở, đè xuống lão ta. Ầm ầm. Thần hồn Yến Bách Lý suýt chút nữa sụp đổ, đừng. Giọng nói lạnh như băng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, cậu ấy là chủ nhân của tôi, ông dám nói cậu ấy là sâu kiến. Gì cơ? Mặt mũi Yến Bách Lý tràn đầy hoảng sợ, suýt chút nữa bị dọa chết khiếp. Tháp này nhận Diệp Bắc Minh là chủ nhân. 1.000.000 năm trước, biết bao nhiêu cao thủ khủng bố suýt chút nữa đánh sụp cả chiến trường thái cổ chỉ vì tòa tháp này. Thằng Diệp Bắc Minh này có tài đức gì mà có thể trở thành chủ nhân của tháp? Đù má! Trong lòng Yến Bách Lý dâng lên nỗi xúc động chửi thề. Lão ta cuối cùng cũng biết, vì sao Diệp Bắc Minh có thể nghịch thiên đến thế.
tất cả đều bởi vì tòa tháp này. Lão ta hít sâu một hơi, vội vàng trả lời Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, giới chủ nhiều nhất được coi là người mạnh nhất của loại thế giới như thế giới cao võ. Nếu là ở thánh vực, giới chủ chỉ được xem là cao thủ bình thường. Loại không được xếp hạng. Ánh mắt Diệp Bắc Minh thâm thúy, thực lực của cảnh giới chân linh thế nào? Yến Bách Lý nhanh chóng giải thích, có thể so với các thần thú chân linh thượng cổ như Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân. Cho nên mới gọi là cảnh giới chân linh. Chân Long. Diệp Bắc Minh khá bất ngờ, tộc rồng đen cũng là Chân Long, vì sao sức chiến đấu còn không sánh nổi với giới vương? Yến Bách Lý đáp, thưa cậu Diệp, tộc rồng đen chỉ có thể coi là Á Long. Mà Chân Long chỉ có một loạt duy nhất, Hoàng Kim Thánh Long. Hoàng Kim Thánh Long. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lấp lóe. Sư phụ Hắc Long Vương lợi dụng thiên kiếp của anh để ấp một viên trứng rồng. Bên trong chính là một con Hoàng Kim Thánh Long. Yên Bách Lý gật đầu, đúng vậy, số lượng Hoàng Kim Thánh Long cực kỳ ít ỏi. Tùy tiện tóm lấy một con Hoàng Kim Thánh Long trưởng thành cũng ít nhất có thực lực ở cảnh giới chân linh. Diệp Bắc Minh trầm ngâm, ông nói từng gặp tháp nhỏ, chuyện này là sao? Yến Bách Lý nuốt nước miếng, cậu Diệp, là như này. Năm đó, tôi từ thánh vực tiến vào chiến trường Thái Cổ vì muốn tìm kiếm di tích Thái Cổ. Nghe thấy âm thanh chiến đấu, tôi đuổi tới chỗ sâu trong một di tích cổ xưa. Tôi thấy được một đám người đang tranh đoạt tòa tháp xuất hiện bên trong thần hồn của cậu. Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục dồn dập. Ông nói một đám người tranh đoạt bản tháp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi cũng không biết. Thần hồn Yến Bách Lý lắc đầu. Nhớ lại cảnh tượng năm đó, trong con ngươi lão ta hiện lên một chút sợ hãi, những cường giả kia đều quá kinh khủng, tôi chưa bao giờ gặp qua người tu võ mạnh mẽ như thế. Bọn họ duỗi tay là có thể xé rách không gian, tùy tiện một kích đều mang theo lực lượng phép tắc. Có một cô gái hình như sớm đã bị thương. Nhưng cô gái này dường như còn đáng sợ hơn. Cô ta giết chết tất cả các cường giả kinh khủng. Sau đó, cô ta mang theo tòa tháp này, cũng chính là ngài. Tiến vào trong thần miếu. Yến Bách Lý cười xấu hổ, tôi cũng muốn nhặt nhạnh chút chỗ tốt, nên theo sau cô ta vào thần miếu. Ai ngờ tòa thần miếu kia quá kinh khủng, tôi mới vừa bước vào đã bị một trận pháp đánh nát thân xác. Thần hồn của tôi trốn vào bên trong một tòa cung điện bằng đá, cũng chính là tòa điện đá màu đen mọi người đang ở bên trong. Sau này, một đám người hoa tộc cũng tìm được thần miếu, một người đàn ông tên là Diệp Phá Thiên mang tòa điện đá màu đen này ra khỏi chiến trường Thái Cổ. Lúc mới bắt đầu, thần hồn của tôi bị tổn thương, hoàn toàn chẳng có biện pháp làm gì. Sau mấy trăm ngàn năm, sức mạnh thần hồn của tôi khôi phục một chút. Nên dần khống chế một số người để làm việc cho tôi. Nhưng tài nguyên của thế giới cao võ vẫn quá thiếu thốn, chỉ có trở lại thánh vực, tôi mới có thể sống lại. Yến Bách Lý nói ra hết thảy. Toàn bộ những việc lão ta làm đều vì sống lại. Trở lại thánh vực. Lão ta không muốn ở lại thế giới cao võ lâu thêm một phút. Diệp Bắc Minh cau mày. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục yên lặng không nói. Yến Bách Lý nói tiếp. Theo đạo lý mà nói, ngài hẳn vẫn còn ở trong thần miếu mới đúng. Chẳng lẽ là Diệp Phá Thiên mang ngài ra ngoài? Lão ta tự hỏi tự trả lời, không đúng, lúc Diệp Phá Thiên rời khỏi thần miếu, anh ta không lấy được tòa tháp này. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ là mẹ anh làm? Giọng nói lạnh lẽo của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, ông còn biết cái gì? Yến Bách Lý nhanh chóng trả lời, đại nhân. Tôi đã nói ra tất cả những gì tôi biết. Bù. Một nguồn sức mạnh hủy diệt nghiền ép xuống. Thần hồn Yến Bách Lý bay ra khỏi thân thể Diệp Bắc Minh, hóa thành một bóng mờ hung hăng đập xuống đất. Thần hồn gần như sụp đổ, nứt ra từng lỗ hổng ghê người. Đại nhân, tôi đã nói hết rồi. Thật sự không có. Một chữ cũng không có. Đại nhân, tha mạng. Yến Bách Lý hoảng sợ kêu to, dù vì ngài làm trâu làm ngựa tôi cũng chấp nhận, chỉ xin ngài tha tôi một mạng. Người nọ quỳ dạp xuống, dập đầu tới tấp cầu xin tha tội. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thu áp lực của mình lại, nhóc à, có vẻ tên kia không biết gì thật.
Nếu muốn biết về lai lịch của bổn tháp thì chỉ còn cách đến chiến trường Thái Cổ một chuyến mới được. Diệp Bắc Minh bèn hỏi, tháp nhỏ, ông không có chút tò mò nào ư? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy tư một hồi rồi bảo, ngoài một vài tin tức từ nhiều đời ký chủ thì còn có trí nhớ mơ hồ của chủ nhân đời thứ nhất nữa. Còn lại tôi đều không nhớ rõ, người phụ nữ đưa tôi đến chiến trường Thái Cổ kia là ai chứ? Tôi đến từ Thánh Vực ư? Cớ sao bọn cường giả kia lại muốn cướp đoạt tôi? Tôi có trực giác rằng liệu người sáng tạo nên tôi đã chết rồi chăng? Còn nữa, tại sao ký ức của tôi lại biến mất? Vì sao tôi lại khác với những khí hồn bình thường mà có suy nghĩ riêng của chính mình? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục càng nói càng kích động. Sóng gió nổi lên cuồn cuộn như động đất sắp tới. Diệp Bắc Minh vội vàng an ủi ông ta, tháp nhỏ, đừng kích động. Một ngày nào đó tôi sẽ dẫn ông đi điều tra chân tướng thật hư ra sao mà. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cảm kích nói, nhóc à, cảm ơn cậu nhé. Hai ta là một thể, đã trải qua nhiều chuyện sinh tử cùng nhau nên không cần nói lời cảm ơn đâu. Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu. Sai rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kiêu ngạo nói, chỉ có cậu trải qua chuyện sinh tử, bổn tháp đâu có chết được. Nếu cậu chết thì bổn tháp vẫn có thể bỏ trốn được. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co lại. Bỗng nhiên. Ha 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 ha. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười to nói, nhóc à, cậu may mắn thật đó. Diệp Bắc Minh khó hiểu hỏi, chuyện gì thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói, vật liệu làm nên cái ghế đá này chính là đá hỗn độn đó. Đá hỗn độn ư? Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc. Khi anh tập võ ở Côn Luân Hư đã từng nghe nói về nó. Nó là đá hỗn độn sinh ra từ thời khai thiên lập địa, từ khi thế giới vẫn còn là một đống hỗn độn ư. Tháp Càn Khôn trả lời chắc nịch, đúng thế. Không ngờ cậu còn biết nhiều đến vậy đấy. Diệp Bắc Minh thắc mắc, cái này có ích gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, đá hỗn độn có rất nhiều công dụng, mà tác dụng lớn nhất của nó là chế tạo thế giới bỏ túi. Thế giới bỏ túi ư? Đôi mắt Diệp Bắc Minh bỗng rực sáng, thế giới bỏ túi là gì thế? Nghe có vẻ rất mạnh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm giọng đáp lại, nó đâu chỉ mạnh không mà phải là cực kỳ mạnh. Diệp Bắc Minh sững sờ. Đừng huyên thuyên, nói trọng tâm nào. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, thế giới bỏ túi cấp thấp nhất chính là nhẫn chứa vật. Nhưng nó cũng không được coi là thế giới bỏ túi. Nhẫn chứa vật không thể chứa vật còn sống vào đó được. Nếu vật sống tiến vào nhẫn chứa vật thì chỉ có chết. Nhưng thế giới bỏ túi lại khác, trước tiên là nó có thể chứa vật sống. Hơn nữa, không gian sẽ càng lúc càng lớn theo độ hoàn thiện của thế giới. Có thể nói không gian bên trong bổn tháp cũng là một loại thế giới bỏ túi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng rực rỡ, nếu thế giới bỏ túi vô hạn hoàn thiện thì sẽ như thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, nó sẽ trở thành một thế giới chân thật. Hả? Diệp Bắc Minh hồi hộp hỏi tiếp, nói rõ hơn được không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, nếu tất cả pháp tắc đều được hoàn thiện thì sẽ có núi có sông. Còn có cả trời trăng sao, vậy thì nó có khác gì một đại lục không? Nếu cậu hoàn thiện thế giới bỏ túi thành một đại lục vậy khi đó nó còn có gì khác với một thế giới chân thật chứ? Trái tim Diệp Bắc Minh đập loạn xạ. Lúc này, anh như tóm được cái gì đó vậy. Nhưng mà... Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua. Tháp nhỏ, làm cách nào mới có thể biến cái ghế của miếu thần này thành thế giới bỏ túi của tôi thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lắc đầu nói, tạm thời thực lực của cậu còn chưa đủ, đợi đến khi cậu tới cảnh giới giới chủ rồi nói tiếp. Diệp Bắc Minh hơi thất vọng. Anh niệm suy nghĩ đưa tòa điện bằng đá kia vào trong không gian của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Ánh mắt anh chuyển sang người Yến Bách Lý, xử trí lão ta thế nào đây? Dầm! Yến Bách Lý quỳ xuống thưa, cậu Diệp, giờ Tổng viện giám sát đều nằm dưới sự khống chế của tôi. Chỉ cần cậu tha cho tôi thì tôi sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn Yến Bách Lý, ký khế ước thần hồn, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của tôi. Làm vậy tôi sẽ tha cho cái mạng chó nhà ông. Cái gì? Yến Bắc Lý kinh hãi. Ký khế ước thần hồn ư?
trở thành nô lệ đời đời kiếp kiếp sao? Lão ta thầm nghĩ rằng mình có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích chung, chỉ cần giữ mạng thì lo gì không có củi đốt. Anh thấy Yến Bách Lý do dự. Diệp Bắc Minh chả thèm lằng nhằng mà giơ kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lên chém xuống. Ầm ầm. Một luồng khí tức nghiền nát như muốn hủy diệt mọi thứ ập tới. Yến Bách Lý sợ run người bèn vội nói, cậu Diệp, tôi đồng ý mà. Diệp Bắc Minh bèn nhỏ một giọt máu xuống. Yến Bách Lý bước lên, phân thần hồn của mình ra. Phù văn nháy mắt đã lóe sáng khắp viện, vầng sáng đỏ rực lấp kín không gian. Hai người đã ký khế ước thần hồn. Diệp Bắc Minh nói, được rồi, sau này đừng gọi tôi là cậu chủ Diệp gì hết. Ông gọi tôi là cậu Diệp được rồi. Anh cũng không phải người cổ hủ, tuy rằng bản thân vẫn đang ở thế giới cao võ. Người ngoài gọi anh là cậu chủ Diệp còn chưa tính. Đến người hầu bên cạnh mình cũng gọi anh là cậu chủ Diệp nữa. Điều đó khiến anh cảm thấy là lạ. Một lát sau, Vương Bình An bị gọi vào. Sau khi bước vào trong viện, ông ta kinh ngạc trừng mắt. Diệp Bắc Minh ngồi trên ghế thái sư. Bên cạnh Diệp Bắc Minh là một ông lão gầy còm trông như người hầu đang cung kính cúi người. Đại nhân, ngài. Ngài làm sao vậy? Vương Bình An nghẹn họng đứng nhìn. Yến Bách Lý trầm giọng nói, to gan, trước mặt cậu Diệp thì không có đại nhân gì hết. Từ nay trở đi, Tổng viện giám sát tùy cậu Diệp quyết định. Vương Bình An không thể tin vào tai mình bèn hỏi lại cậu Diệp. Ông ta hơi do dự nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh. Yên Bách Lý đưa tay lên áp chế ông ta. Tiếng nổ rung trời vang vọng, chân Vương Bình An khuỵu xuống, đầu gối dán chặt vào mặt đất. Lời bổn tọa nói ông nghe không hiểu à? Vâng ạ, tuân lệnh. Vương Bình An điên cuồng dập đầu, lòng thầm kinh hãi. Cùng lúc đó, Thánh Tộc. Lạc Chính Hùng dẫn theo Lạc Khuynh Thành trở về Thánh Tộc rồi tìm người kiểm tra tình trạng của cô ấy. Kiểm tra thấy Lạc Khuynh Thành chỉ hôn mê, khí huyết thiếu hụt. Chỉ cần chăm sóc tĩnh dưỡng một khoảng thời gian sẽ khỏe lại, nghe vậy khiến Lạc Chính Hùng thầm thở phào. Lạc phu nhân đứng một bên trầm tư nói, gia chủ, tên Diệp Bắc Minh kia là người của ma tộc thật à? Xem ra lời đồn 24 năm trước về chuyện một cô gái hoa tộc đã sinh ra một đứa bé với thiên ma tộc là thật rồi. Vậy có lẽ đứa bé đó biết đâu là Diệp? Phu nhân. Lạc Chính Hùng cắt ngang lời Lạc phu nhân. Ánh mắt ông ta trầm xuống, thiên ma tộc là đối thủ một mất một còn với thánh vực, nếu chuyện này truyền ra ngoài. Đứa con rể mà lão phu chọn sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhưng mà... Lạc phu nhân nhướng mày. Giấy không gói được lửa, sớm muộn gì chuyện này cũng lọt ra ngoài mà thôi. Ai đó? Lạc Chính Hùng quát to. Vút! Ông ta mau chóng bước ra ngoài cửa, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Không một bóng người. Lạc Chính Hùng bình tĩnh đóng cửa phòng rồi lắc đầu nói, không thấy ai hết. Lạc phu nhân thở phào một hơi. Bỗng nhiên! Một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ bùng lên làm chấn động cả nhà họ Lạc của Thánh Tộc. Một người đàn ông trung niên hớt hải chạy tới quỳ xuống nói, cửa truyền tống có phản ứng ạ. Cái gì, đi mau. Lạc Chính Hùng và Lạc phu nhân liếc nhìn nhau rồi cùng đi vào nơi sâu nhất Thánh Tộc. Một lát sau, người nhà họ Lạc tụ tập trước một cánh cửa truyền tống cũ xưa. Ánh mắt của mọi người dán chặt vào cánh cửa truyền tống tỏa sáng rực rỡ kia. Vút. Một vầng sáng chói lói lóe ra. Mọi người nhắm mắt theo bản năng. Ngay sau đó. Đây là thế giới cao võ à? Trông thật giống bãi rác. Nghe nói trước kia có người tới đây cướp bóc mấy chục lần, chỗ này còn long mạch à? Một loạt giọng nói ngạo mạn vang lên. Người nhà họ Lạc tập trung nhìn họ. Đằng kia có 30 mấy thanh niên nam nữ quần áo lụa là đang khoanh tay đứng. Bọn họ đều dùng nửa con mắt nhìn người khác. Ở đằng sau bọn họ là hơn 10 lão già híp mắt, cúi đầu. Trông họ như đang say giấc nồng vậy. Trừ phi đám nam thanh nữ tu kia gặp nguy hiểm chí mạng, nếu không thì bọn họ sẽ không ra tay.
cầm đầu là một người mặc đồ tím, người nọ nhìn thoáng qua người nhà họ Lạc, ai là gia chủ? Lạc Chính Hùng nhanh chóng bước lên, tôi là Lạc Chính Hùng, là người đứng đầu nhà họ Lạc. Xin hỏi cậu đây là... Người thanh niên mặc đồ tím lạnh giọng nói, Hàn Tông. Hàn Lương chết thế nào? Lạc Chính Hùng thầm than không ổn. Khi ông ta đang suy nghĩ nên giải thích thế nào? Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên bước ra khỏi đám đông nói, cậu Hàn à, Hàn Lương đã bị một kẻ tên Diệp Bắc Minh sát hại ạ. Cậu ta là sư đệ của con gái Lạc Chính Hùng, hơn nữa nghe nói rằng tên đó có huyết thống của Thiên Ma Tộc. Ông nói gì? Thiên Ma Tộc. Soạt, soạt, soạt. Trước cửa truyền tống, ba mươi mấy người thanh niên xôn xao bàn tán, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên kia. Đến cả hơn 10 lão già đang híp mắt đằng sau cũng mở mắt. Một luồng sát ý rét lạnh ập tới. Lạc Chính Hùng gầm lên, Lạc Thạch Lăng, ông nói bậy gì đó, mau câm miệng cho tôi. Lạc Thạch Lăng biết rằng đây chính là cơ hội xoay người duy nhất của mình. Chỉ có cách lật đổ Lạc Chính Hùng, ông ta mới có thể trở thành người đứng đầu thánh tộc. Lạc Thạch Lăng vừa định lên tiếng. Lạc Chính Hùng đã tức giận cắt ngang lời ông ta, Lạc Thạch Lăng, hóa ra người nghe lén vừa rồi là ông. Ông còn dám nói sằng nói bậy nữa thì trục xuất khỏi thánh tộc. Đồng tử Lạc Thạch Lăng co rút. Ông ta không chắc người của thánh vực liệu có giúp mình hay không. Ông ta nhìn Lạc Chính Hùng, hơi do dự nói, cậu Hàn, tôi. Người thanh niên mặc áo tím tên Hàn Tông đưa tay lên, luồng lực lượng khủng khiếp ập tới. Lạc Chính Hùng bay về phía Hàn Tông. Hàn Tông bóp chặt cổ ông ta. Lạc phu nhân kinh hãi, lắp bắp, gia chủ. Người nhà họ Lạc đầy hoảng sợ. Ngay sau đó. Răng rắc, cổ Lạc Chính Hùng bị Hàn Tông bóp nát. Động tác của gã rất lưu loát. Thi thể của ông ta nằm liệt trên mặt đất. Hàn Tông lạnh lùng nhìn Lạc Thạch Lăng, nói. Tất cả mọi người lặng thinh. Lạc phu nhân sụi lơ, đôi mắt đỏ bừng mở to, Chính Hùng. Không. Lạc phu nhân không thể chấp nhận chồng mình đã ra đi như vậy. Trên giường, Lạc Khuynh Thành bỗng mở mắt. Đôi mắt xinh đẹp đỏ thẫm như nhỏ máu, bố ơi! Lạc Thạch Lăng bỗng trừng to mắt, không thể tin nhìn thi thể của Lạc Chính Hùng. Những người khác của nhà họ Lạc rất khiếp hãi. Gia chủ! Ba luồng khí tức khủng khiếp tỏa ra, chúng từ ba hướng khác nhau nhắm thẳng tới chỗ Hàn Tông. To gan! Đằng sau Hàn Tông, một lão già mắt xách cười khẩy. Lão già đó bước lên che chắn trước người Hàn Tông, năm ngón tay nắm chặt. Liên tục tung ra ba quyền. Dầm, dầm, dầm. Ba người kia đi đời. Lão già mắt xách kia làm xong chuyện thì nhẹ nhàng thong dong lùi xuống cuối hàng. Hàn Tông nhếch mép cười khẩy, nhìn thoáng qua người nhà họ Lạc. Còn có ai muốn giết tôi không? Tất cả mọi người đều cúi đầu không dám nói chữ nào. Bỗng nhiên. Lạc phu nhân đau thấu tận tim gan gào lên, cậu giết chồng tôi. Tôi phải khiến cậu đền mạng. Lạc phu nhân bỗng nhiên cuồng nộ lao tới tấn công Hàn Tông. Hàn Tông thuận chân đá một phát, Lạc phu nhân bị đánh bay văng xa ra ngoài như bị sét đánh. Rồi Lạc phu nhân thê thảm té ngã trên mặt đất, nơi rớt xuống nứt tận mấy khe mới ngừng lại. Mẹ! Lạc Khuynh Thành xuất hiện, đầu tiên cô ấy thấy thi thể của Lạc Chính Hùng, bố ơi! Bố mình chết thảm. Mẹ thì bị trọng thương. Á! À, cô ấy lao tới đó như đang trong cơn điên. Cô ấy ôm chặt Lạc phu nhân vào ngực, không, không, mẹ không được chết. Mẹ, con xin mẹ đó, mẹ đừng có việc gì mà. Lạc phu nhân phun ra một ngụm máu tươi, tay không cách nào nâng dậy nổi, Khuynh Thành. Mẹ xin lỗi, mẹ thật lòng xin lỗi con. Con đừng hận mẹ với bố con nhé, chúng ta không phải cố ý để mình con lại chiến trường Thái Cổ đâu. Nước mắt Lạc Khuynh Thành ào ào tuôn ra như mưa rơi, cô ấy nắm chặt tay Lạc phu nhân. Giờ đây cô ấy chỉ biết gật đầu nói, con biết hết mà. Mẹ, con tha thứ cho hai người, sau này con sẽ không bao giờ ngang ngược thích làm gì thì làm nữa. Hu hu hu, mẹ ơi đừng bỏ con đi mà.
Lạc phu nhân mỉm cười vui vẻ nói, mẹ với bố con đều rất vừa ý Diệp Bắc Minh, chúng ta sẽ không nhúng tay vào việc hôn nhân của con nữa. Nếu con thích cậu ta, thì cứ. Câu nói còn chưa dứt thì tay đã thả xuống. Mẹ ơi! Lạc Khuynh Thành gào khóc. Hu hu hu, thật là tình mẫu tử thiêng liêng mà. Hàn Tông giả bộ lau chút nước mắt nói, ôi tôi cảm động quá đi mất, các người không thấy cảm động à? Đám nam thanh nữ tú của thánh vực kia cười cợt chế nhạo. Tất nhiên là cảm động rồi. Hu hu hu, tôi cảm động phát khóc luôn nè. Trước khi chết bố mẹ đã được con gái tha thứ, hiểu lầm đã được hóa giả, ôi thật khiến người ta cảm động mà. Ha 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 ha, nếu cảm động, sao các người không khóc hả? Xin lỗi nhé, tôi không khóc được, cũng có phải bố mẹ tôi chết đâu chứ. Ha ha ha. Tiếng cười vang vọng như con dao cứa vào trái tim Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành hét lên thảm thiết, máu nóng trong người sôi trào. Mái tóc dài của cô ấy chuyển sang màu tím, sau lưng tỏa ra một luồng ma khí màu đen. Đôi mắt sáng ngời long lanh giờ cũng đỏ rực. Nhất niệm thành ma. Ma khí thật mạnh. Khí tức của thiên ma tộc à. Bọn Hàn Tông kinh ngạc. Các người, tất cả các người đều đáng chết. Lạc Khuynh Thành hóa thành một bóng đen rồi xông lên như một cơn lốc. Nháy mắt cô ấy đã xuất hiện ngay trước mặt Hàn Tông rồi đánh bay gã ra xa. To gan. Lão già mắt xích vừa ra tay khi nãy kia hừ, rồi đón được Hàn Tông giữa không trung, xong lão già đó đưa tay lên tung chưởng tới. Phụt. Lạc Khuynh Thành bị đánh bay ngược ra ngoài, miệng phun một ngụm máu tươi. Bố, mẹ. Lạc Vô Tà chạy tới, bay lên đỡ được Lạc Khuynh Thành đang trọng thương. Ánh mắt Lạc Vô Tà đỏ bừng, chị ơi. Vết thương của Lạc Khuynh Thành vốn còn chưa khôi phục nữa là. Cô ấy mất ý thức. Hàn Tông đưa tay lau khóe miệng mình, cúi đầu thì thấy trên tay có máu. Nụ cười trên mặt gã biến mất chỉ còn lại sự hung tợn trên mặt, chỉ là lũ kiến hôi mà cũng có thể làm tôi bị thương à. Mẹ kiếp, giết sạch bọn chúng cho tôi. Vâng ạ. Lão già mắt xích gật đầu rồi bay tới như một cơn gió xoáy. Lão già đó tới ngay trước chỗ Lạc Vô Tà rồi tung chưởng chúng ngay hai chị em bọn họ. Đùng đùng, một lão già của thánh tộc bỗng xuất hiện, dùng thân thể đỡ lấy một chưởng đó, cậu chủ, mau dẫn cô chủ đi mau. Mau đi tìm cậu Diệp, chỉ có cậu Diệp. Lão già mắt xích bỗng mạnh tay hơn, giọng nói của ông lão thành tộc đó im bặt. Cơ thể ông lão bị phân thành 4-5 phần. Luồng khí hung mãn lan tới đánh bay hai chị em bọn họ ra ngoài. Lạc Vô Tà đỡ Lạc Khuynh Thành dậy rồi xoay người tháo chạy như người điên. Lão già mắt xích cười khẩy nói, muốn chạy hả? Có hỏi ý lão phu không thế? Vút! Lão già đó bước ra, tốc độ di chuyển nhanh hơn hai chị em hàng chục lần, nháy mắt đã đuổi kịp bọn họ. Bỗng nhiên! Ba ông lão cảnh giới vực chủ xuất hiện chặn lão già mắt xích đó lại, đừng hòng làm tổn thương cậu chủ với cô chủ. Ngay khi Lạc Vô Tà và Lạc Khuynh Thành sắp biến mất. Lão già mắt xích hét lên, chỉ dựa vào chúng bây mà cũng ngăn lão phu à. Chết hết đi. Bàn tay gầy còm khô queo chụp tới, nháy mắt ba ông lão đó đã hy sinh. Lục Tuyết Kỳ chạy tới, nhét mấy viên đan dược vào miệng hai chị em họ, đi theo tôi. Còn định chạy à, nằm mơ đi. Lão già mắt xích nhanh chóng đuổi theo. Lạc Vô Tà và Lạc Khuynh Thành đã biết mất từ lúc nào rồi. Lão già nhìn một vòng, vẫn không thấy khí tức gì. Lão già đó đành tối sầm mặt chạy về. Mặt mày Hàn Tông âm trầm đến đáng sợ, Hàn Khâu, ông làm ăn kiểu gì thế? Chỉ là hai con kiến hôi mà tên vô dụng nhà ông cũng không bắt được à? Hàn Khâu cúi đầu, đôi mắt già nua đỏ rực như nhỏ máu, cậu chủ, là do lão nô vô dụng ạ. Lão nô thề rằng, cho dù là tới tận chân trời góc biển thì tôi cũng phải giết chết hai chị em đó. Lạc Thạch Lăng vội vàng nói, cậu Hàn à, hai người này chắc chắn sẽ đến tìm Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Hàn Tông lạnh như băng, Diệp Bắc Minh, lại là Diệp Bắc Minh. Cậu ta ở chốn nào? Lạc Thạch Lăng mỉm cười nịnh nọt, cậu Hàn à, bây giờ chắc là cậu ta đang ở Tổng viện giám sát.
Hàn Tông ra lệnh, Hàn Khâu, đến Tổng viện giám sát. Giết hai chị em đó rồi cầm đầu của Diệp Bắc Minh về đây cho tôi. Vâng ạ. Hàn Khâu hỏi vị trí của Tổng viện giám sát rồi xoay người rời đi. Lạc Thạch Lăng nhìn thoáng qua Hàn Khâu, hơi lo lắng hỏi, cậu Hàn, cậu định cho một mình lão ta đi sao? Cậu không đi à? Hàn Tông khinh thường nói, chỉ là giết mấy con kiến mà còn cần tôi tự đi à? Tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Rồi quay đầu nhìn những kẻ khác, việc săn rồng bắt đầu. Đám nam thanh nữ tú đó liếm môi, trò hay bắt đầu rồi. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đi ra khỏi chỗ sâu Tổng viện giám sát. Vương Bình An đi theo đằng sau như một tên lâu la tiểu tốt. Viện trưởng, xảy ra chuyện rồi. Phùng Vũ toát mồ hôi chạy tới, người thanh niên chúng ta gặp ở Long Đảo lần trước dẫn theo hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần tới cầu cứu ạ. Họ còn nói muốn tìm cậu Diệp. Diệp Bắc Minh biến sắc, thánh tộc ư. Lẽ nào là đại sư tỷ và bát sư tỷ? Anh tóm lấy áo Phùng Vũ, có chuyện gì xảy ra thế? Bọn họ bị làm sao hả? Phùng Vũ sợ xanh mặt, ông ta chưa từng thấy Diệp Bắc Minh lại nôn nóng như vậy cậu Diệp. Bọn họ đang ở ngay cửa học viện ạ. Chết tiệt. Diệp Bắc Minh buông Phùng Vũ ra rồi chạy vọt tới cửa Tổng viện giám sát. Đúng lúc anh thấy hai người Lục Tuyết Kỳ và Lục Vô Tà, còn cả Lạc Khuynh Thành đầy ma khí đang nằm trên mặt đất. Chị đừng chết mà. Cậu ta là em trai của đại sư tỷ ư, chẳng trách lần trước đã giúp mình. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh liếc mắt là nhận ra Lạc Khuynh Thành đang bị thương rất nặng. Đại sư tỷ, Ảnh Thuấn. Nháy mắt anh đã xuất hiện trước mặt ba người họ, ngồi xổm xuống điều trị cho Lạc Khuynh Thành. Bát sư tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng phải mọi người đã quay về thánh tộc rồi à? Sao đại sư tỷ lại bị thương nặng đến thế? Giọng Diệp Bắc Minh trầm khàn, tràn ngập sự giận dữ vô tận. Đôi mắt Lục Tuyết Kỳ đỏ bừng, nước mắt như sắp trào ra, cái mũi chua xót nói, bỗng nhiên người của thánh vực tới, giết chết bố của đại sư tỷ. Lạc phu nhân báo thù cho chồng mình nhưng lại bị một người thanh niên tên Hàn Tông sát hại. Đại sư tỷ trơ mắt nhìn bố mẹ mình chết thảm nên nhất niệm thành ma. Cậu dám làm điều đó sao? Đôi mắt Lạc Vô Tà đỏ bừng, chính là lão ta, chính lão ta đã đánh chị tôi bị thương. Diệp Bắc Minh giẫm nát đùi Hàn Khâu, ông nói tôi nghe thử hậu quả khi đắc tội nhà họ Hàn là gì. Á! Hàn Khâu la hét như heo chọc tiết, đôi mắt lão ta chứa đầy sự cay độc, đồ súc sinh, sao cậu dám đối xử với tôi như vậy hả? Tôi muốn giết cậu. Răng rắc. Nếu không nhờ nhà họ Lạc còn một vài người hầu trung thành nên ba người bọn chị mới có cách sống sót chạy ra khỏi nhà họ Lạc. Cái gì? Lòng Diệp Bắc Minh dấy lên một cơn tức giận. Anh đau lòng nhìn đại sư tỷ. Năm ấy, Diệp Bắc Minh cũng tận mắt chứng kiến bố mẹ chết thảm. Tuy rằng sau này anh đã biết họ là bố mẹ nuôi của mình. Nhưng nỗi đau xé lòng ấy đời này khiến anh lòng quên được. Bỗng nhiên, giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc à, có một người tu võ cảnh giới chủ đỉnh phong đang tới đây. Khí tức trên người kẻ đó khá giống với trên người đại sư tỷ, có lẽ hung thủ chính là người này. Sát ý cuồn cuộn ánh lên trong mắt Diệp Bắc Minh, cách bao xa? 300 lý. Diệp Bắc Minh ổn định vết thương của Lạc Khuynh Thành. Rồi anh từ từ đứng dậy. Anh vung tay, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong tay. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, luồng ma khí đen tuyền cuồn cuộn trên người. Người của Tổng viện giám sát kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, lúc này, anh như bị thiêu đốt trong một ngọn lửa màu đen. Một bóng người đen tuyền xẹt qua như sao chổi bay tới, đứng trên bầu trời Tổng viện giám sát nhìn xuống mọi người. Người nọ chính là Hàn Khâu. Lão ta cười khẩy nói, chạy à, sao không chạy tiếp nữa đi? Diệp Bắc Minh trầm giọng quát, tháp nhỏ, giữ người sống. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp lại. Lực lượng bỗng bùng nổ. Diệp Bắc Minh dậm chân, mặt đất ầm ầm nứt vỡ. Thoáng chốc anh đã xuất hiện ngay trước mặt Hàn Khâu, cầm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém xuống. Hàn Khâu sửng sốt, nổi giận quát, cái gì thế,
sao lại dám chủ động ra tay với lão phu chứ? Lão phu ban cho cậu. Từ cái chết còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, kiếm càn khôn chấn ngục đã giáng xuống người Hàn Khâu. Lão ta rớt từ trên trời cao xuống như một con chó chết rồi đâm thẳng xuống mặt đất tạo một cái hố sau bự tổ tràng. Không thể nào, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Hàn Khâu nằm trong hố, đan điền vỡ nát, sức mạnh cả người biến mất. Lão ta không thể tin nổi trừng to mắt. Lão ta còn chưa kịp phản ứng lại thì một bàn tay chộp tới tóc cổ lão ta. Bàn tay đó tóm lão ta tới chỗ đại sư tỷ. Rồi vứt Hàn Khâu xuống đất như vứt rác. Lúc này Hàn Khâu mới thấy rõ gương mặt lạnh lùng hé ra, cậu là ai? Cậu có biết tôi là ai không hả? Tôi đến từ nhà họ Hàn ở Thánh Vực, cậu dám làm tôi bị thương hả? Cậu dám làm điều đó sao? Đôi mắt Lạc Vô Tà đỏ bừng, chính là lão ta, chính lão ta đã đánh chị tôi bị thương. Diệp Bắc Minh giẫm nát đùi Hàn Khâu, ông nói tôi nghe thử hậu quả khi đắc tội nhà họ Hàn là gì. Á! Hàn Khâu la hét như heo chọc tiết, đôi mắt lão ta chứa đầy sự cay độc, đồ súc sinh, sao cậu dám đối xử với tôi như vậy hả? Tôi muốn giết cậu. Răng rắc! Chân thứ hai của anh giẫm xuống. Một cái chân khác của Hàn Khâu tan tành. Cậu, sao cậu dám? Lão ta đau đớn ngất lịm đi. Diệp Bắc Minh lười làm nhảm. Mắt anh lóe huyết quang rồi thi triển thuật siêu hồn. Á, Hàn Khâu kêu rên thảm thiết, chảy hai hàng nước mắt máu. Thần hồn của lão ta suýt nữa tan biến. Diệp Bắc Minh vội vàng rời khỏi, có người hạ cấm chế trong thần hồn của lão ta ư? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, có vài thế lực lớn sẽ hạ cấm chế trong đầu người dưới trướng để phòng ngừa bí mật bị lộ ra ngoài. Một khi có người siêu hồn thì sẽ nổ tan xác chết tức tưởi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm, vì sao các người giết bố mẹ của đại sư tỷ tôi? Thánh tộc có thù hằn gì với các người chứ? Dù hai chân đã bị đánh gãy nhưng Hàn Khâu vẫn kiêu ngạo cười to, ha 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 ha, thù gì hả? Nhà họ Hàn giết người còn cần lý do sao? Ha 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 ha, tiểu súc sinh, cậu dám kiêu ngạo như vậy sợ rằng còn chưa biết Thánh Vực có nghĩa là gì đâu nhỉ? Trưởng bối của cậu đâu rồi? Gọi bọn họ lại đây. Lão ta nhếch miệng cười, dáng vẻ vô dùng hung tợn, cậu có tin không, ngay khi trưởng bối của cậu xuất hiện. Cậu sẽ phải quỳ gối dưới chân lão phu, cầu xin lão phu cho cậu chết một cách sảng khoái. Diệp Bắc Minh chả thèm quan tâm lão ta, 13 cây kim bay ra. Chúng ghim vào trong cơ thể Hàn Khâu. Ngay sau đó, Hàn Khâu cảm giác như mình đang ở dưới 18 tầng địa ngục, có vô số ác quỷ chạy tới chỗ mình. Lũ ác quỷ đó nhào tới cuồng loạn cắn xé máu thịt của lão ta. Cả người Hàn Khâu run rẩy, đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ, á. Đừng mà, đừng lại đây. Van xin cậu, đừng mà. Giết tôi đi, xin cậu hãy giết tôi đi. Lão ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu điên cuồng khẩn cầu chỉ để chết đi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn lão ta, nói, vì sao lại giết bố mẹ đại sư tỷ của tôi? Hàn Khâu dập đầu điên cuồng, không có lý do gì hết, cậu chủ muốn giết thì giết thôi ạ. Đối với chúng tôi, người của thế giới cao võ chẳng bằng một con heo. Cậu sẽ có lý do để giết một con heo không? Lửa giận trong lòng Diệp Bắc Minh dâng lên ngút trời. Mẹ kiếp, Lạc Vô Tà tức run người. Trong tay cậu ta chợt xuất hiện một thanh trường kiếm, rồi cậu ta hùng hổ chém vào người Hàn Khâu. Hàn Khâu vui vẻ kêu to, đúng, giết tôi đi, cầu xin cậu giết tôi đi. Diệp Bắc Minh ngăn Lạc Vô Tà lại, rồi lắc đầu nói, cứ giết lão ta như vậy thì lão ta sướng quá rồi. Tôi sẽ khiến lão ta chết bằng cách đau đớn nhất. Lạc Vô Tà nắm chặt thanh kiếm rồi lùi về sau. Diệp Bắc Minh đưa tay lên, tóm lấy yết hầu của Hàn Khâu. Ầm. Thiên ma cửu biến, cắn nuốt. Máu trong người Hàn Khâu trào ra. Cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể lão ta xuất hiện một bóng người gần như trong suốt, giống hệt với Hàn Khâu. Mọi người không hẹn mà cùng nhau nghĩ tới hai chữ. Thần hồn. Ngay khi thấy thần hồn của mình xuất hiện, Hàn Khâu hoảng hốt la to cậu. Sốt cuộc cậu là ai hả?
thần hồn diệt vong thì đến cả cơ hội đầu thai cũng chả còn. Tôi là sát thần. Diệp Bắc Minh thốt ra một câu ngắn ngủi. Vừa dứt lời. Cơ thể hồng hào của Hàn Khâu héo úa, nháy mắt đã hóa thành một cái xác khô. Thần hồn của lão ta hóa thành một tia huyết quan chui vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Anh khoát tay, thi thể lão ta hóa thành bột mịn. Bỗng nhiên, đại sư tỷ mở mắt rồi hét thảm, bố, mẹ. Lạc Vô Tà bước tới, chị ơi, chị tỉnh rồi. Cậu ta hớt hải chạy tới nhưng Lạc Khuynh Thành như không nhận ra cậu ta mà tung ra một chưởng. Phụt! Xương sườn Lạc Vô Tà bị đánh gãy, người bay ngược ra ngoài ngã sóng xoài trên mặt đất. Chị làm sao thế? Đại sư tỷ, cậu ta là em trai của chị đó. Lục Tuyết Kỳ đi tới. Cô ấy vừa mới bước tới gần đó. Ma khí trên người Lạc Khuynh Thành bùng nổ. Lục Tuyết Kỳ cũng bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Bát sư tỷ cẩn thận. Diệp Bắc Minh nhanh chóng tiến lên ôm Lục Tuyết Kỳ, lo lắng nhìn Lạc Khuynh Thành, đại sư tỷ, chị làm sao thế? Anh chỉ thấy. Đôi mắt Lạc Khuynh Thành đỏ rực, ma khí trên người quay cuồng. Làn da và máu thịt trên người đều tỏa ra luồng khí tức của ma huyết. Cô ấy nhìn thoáng qua mọi người rồi điên cuồng cười to, ha 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 ha, tất cả các người đều phải chết. Là các người hại chết bố mẹ tôi, tất cả các người đều phải chết. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm xuống, nhóc à, đại sư tỷ của cậu bị kích thích quá nặng nên đã nhập ma rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm. Một khi người tu võ tẩu hỏa nhập ma. May mắn thì có thể trở thành người ngu. Xui xẻo thì sợ rằng sẽ nổ tan xác chết luôn. Đại sư tỷ. Diệp Bắc Minh lao tới chỗ Lạc Khuynh Thành. Đôi mắt long lanh của Lạc Khuynh Thành giờ đây đỏ rực, không hề nhận ra Diệp Bắc Minh. Cô ấy tung chảo nhắm thẳng vào trái tim Diệp Bắc Minh. Anh không hề chống trả, nháy mắt ở ngực đã đầm đìa máu chảy, máu thịt lẫn lộn. Máu tươi phun ra như suối. Lục Tuyết Kỳ biến sắc, đại sư tỷ, chị nhìn kỹ đi, đó là tiểu sư đệ đó. Diệp Bắc Minh tóm lấy cổ tay Lạc Khuynh Thành nhưng anh không dám mạnh tay. Tất cả chỉ vì anh sợ làm cô ấy bị thương, đại sư tỷ, là em nè. Chết, chết đi, tất cả đều phải chết. Đôi mắt đỏ như máu của Lạc Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, một bàn tay khác thì bóp cổ anh. Một cảm giác nghẹt thở ập tới. Gân xanh nổi rõ trên trán Diệp Bắc Minh, nháy mắt đôi mắt đã đỏ rực như máu, đại sư tỷ, đừng nhập ma. Đại sư tỷ, đây là tiểu sư đệ đó, sao chỉ có thể làm tổn thương tiểu sư đệ chứ? Lục Tuyết Kỳ nôn nóng, thế là cô ấy bèn xông lên định cứu người. Khi cô ấy vừa tới gần Lạc Khuynh Thành khoảng 10 mét, ma khí bùng nổ đánh bay cô ấy ra ngoài. Khí thế của Lạc Khuynh Thành liên tục dâng cao, ma khí màu đen lấy cô ấy làm trung tâm quay cuồng. Mắt cô ấy đỏ bừng, trên người tràn ngập sát khí như ác quỷ bước ra từ trong địa ngục. Cả quảng trường im lặng. Lạc Vô Tà lo lắng nói chị, mau buông cậu ta ra đi, chị nhận nhầm người rồi. Cậu ta là Diệp Bắc Minh, không phải là kẻ thù của chúng ta. Lạc Khuynh Thành nâng tay lên, hai chân Diệp Bắc Minh tách khỏi mặt đất. Anh nghẹt thở. Mắt Diệp Bắc Minh giờ đã đỏ thẫm như máu, trong tròng mắt chi chít tơ máu. Anh ân cần nhìn Lạc Khuynh Thành nói, đại sư tỷ, em là tiểu sư đệ đây. Chị quên rồi à, dưới chân núi Côn Luân, trên đỉnh Tuyết Sơn. Ánh mắt Lạc Khuynh Thành dao động, trên gương mặt khát máu thoáng hiện sự bối rối. Diệp Bắc Minh cố kìm nén cơn nghẹt thở đang bóp chặt bản thân nói, đại sư tỷ, chị còn nhớ không? Vào lúc em vừa mới gia nhập sư môn, cả người u ám sa sút. Vài lần em định tự sát. Đều là nhờ chị tiếp thêm sức mạnh cho em. Cũng nhờ chị nói với em rằng tuy bố mẹ em đã qua đời nhưng vẫn còn mọi người ở bên em. Em đã cố gắng vượt qua, chị cũng phải thế, đại sư tỷ à. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ. Xoạt 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 xoạt. Cổ anh như sắp gãy tới nơi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc à, cậu chơi lớn rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ giết cậu đó. Mau ra tay nhanh lên. Diệp Bắc Minh đáp lời, không được,
nếu tôi ra tay thì sẽ không còn cách nào cứu đại sư tỷ nữa. Tôi sẽ cố gắng thêm chút nữa. Anh quát to, đại sư tỷ, bọn em không muốn chị như vậy đâu. Vẻ mặt Lạc Khuynh Thành đầy đau khổ, nước mắt đỏ như máu trào ra. Diệp Bắc Minh tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đại sư tỷ, mau tỉnh lại đi, đừng nhập ma mà. Á! Lạc Khuynh Thành buông Diệp Bắc Minh ra, đau đớn ôm đầu. Tiểu sư đệ, bố ơi, mẹ ơi! Báo thù! Đôi mắt đỏ rực của Lạc Khuynh Thành dần nhạt bớt, cơ thể mềm nhũn té ngã. Diệp Bắc Minh bước lên ôm lấy Lạc Khuynh Thành. Anh thi triển quỷ môn thập tam châm ổn định hơi thở của cô ấy. Một lúc lâu sau đó, trong phòng, tình hình của Lạc Khuynh Thành đã ổn hơn. Ma khí đen tuyền vẫn cuồn cuộn trên dung nhan của cô ấy. Trên trán liên tục toát mồ hôi lạnh, luôn miệng kêu tên bố mẹ. Chị ơi! Lạc Phô Tà quỳ gối trước giường, đôi mắt đỏ lên. Nước mắt vương nơi khóe mắt Lục Tuyết Kỳ. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm u đến đáng sợ, hai tay nắm chặt nắm đấm. Sát ý cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cô ấy tận mắt nhìn thấy bố mẹ mình chết thảm, do vậy đã hình thành tâm ma. Bây giờ có lẽ chỉ có tự tay mình giết chết kẻ thù mới khiến tâm ma biến mất. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Lạc Phô Tà hỏi, là ai giết bố mẹ của đại sư tỷ? Lạc Phô Tà nghiến răng nghiến lợi đáp, Hàn Tông, là một người thanh niên trẻ tuổi tên Hàn Tông. Hàn Tông! Diệp Bắc Minh híp mắt. Rồi anh xoay người bước ra ngoài cửa, bát sư tỷ, chăm sóc đại sư tỷ nhé. Lục Tuyết Kỳ dõi theo bóng dáng của Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, em định đi đâu đó? Diệp Bắc Minh chỉ trả lời ngắn gọn, đi giết người. Chấm chấm chấm. Thánh tộc, trong đại điện. Lạc Thạch Lăng ngồi ở ghế gia chủ, phía dưới là mười mấy lão già đang ngồi. Mặt đất trung tâm đại điện có hai thi thể đã được che bằng hai tấm vải bố. Lạc Thạch Lăng ra vẻ buồn khổ đau thương nhưng trong lòng lại vui như nở hoa. Lạc Chính Hùng chết rồi. Mấy trưởng lão ủng hộ ông ta cũng bị người của Thánh Vực giết rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ông ta sẽ là người kế nhiệm tiếp theo của Thánh Tộc. Lạc Thạch Lăng nhìn mọi người rồi thở dài nói, tôi rất tiếc cho cái chết của gia chủ, nhưng ông ta không nên đối nghịch với người của Thánh Vực mới phải. Ông ta lại định bao che cho tàn dư của Thiên Ma Tộc. Mọi người cũng biết rồi đấy, Thánh Vực và Thiên Ma Tộc là kẻ thù không đội trời chung. Nếu Lạc Chính Hùng không quen biết với Diệp Bắc Minh thì cũng không chết. Tôi làm vậy chỉ để bảo vệ cả nhà họ Lạc mà thôi. Lạc Thạch Lăng thở dài nhìn mọi người rồi nói tiếp, mọi người có thể hiểu cho tôi không? Thạch Lăng, ông làm thế không có gì đáng trách cả. Một lão già mập mạp gật đầu nói. Bát trưởng lão nói phải. Những người khác đều gật gù đồng ý. Lạc Thạch Lăng mỉm cười nói, cảm ơn các vị đã hiểu cho tôi. Bỗng nhiên, một lão già mặc áo gấm nói, nước không thể một ngày không vua, thánh tộc cũng không thể một ngày không có chủ. Lạc Chính Hùng đã chết, bây giờ hẳn chúng ta nên chọn ra một vị gia chủ mới. Mắt bát trưởng lão lóe sáng, thập trưởng lão nói phải lắm, các vị ngồi đây cảm thấy ai thích hợp làm gia chủ thế. Cả đại điện lặng thinh. Mọi người nhìn nhau. Thập trưởng lão thấy mọi người không nói gì bèn đập bàn nói, tôi thấy hay là để Thạch Lăng làm gia chủ đi. Dứt lời, mọi người đều rộ lên tiếng phụ họa. Ủng hộ, tôi ủng hộ Thạch Lăng làm gia chủ. Đúng thế, kinh nghiệm của Thạch Lăng dư sức làm gia chủ rồi. Nếu không nhờ có Thạch Lăng, chỉ dựa vào việc Lạc Chính Hùng qua lại với tàn dư Thiên Ma tộc đã có thể khiến chúng ta diệt tộc rồi. Lão Phu hiểu, công lao của Thạch Lăng rất lớn, Lạc Chính Hùng chết chưa hết tội. Thạch Lăng là người thích hợp nhất làm gia chủ. Mấy lão già còn lại đều gật đầu. Vẻ mặt Lạc Thạch Lăng đỏ bừng, chắp tay nói, các vị trưởng lão, tôi có tài đức gì để làm gia chủ chứ? Trong tộc còn có sự lựa chọn thích hợp hơn tôi nhiều. Bát trưởng lão cười nói, Thạch Lăng, ông đừng từ chối. Thập trưởng lão cười to nói, còn ai thích hợp hơn ông chứ? Hay là ông khinh thường đám lão già chúng tôi hả? Vậy nên mới không muốn làm gia chủ.
Lạc Thạch Lăng vội vàng nói, thập trưởng lão, tôi nào dám khinh thường người chứ? Nếu như vậy, tôi đành. Ông ta còn chưa dứt lời. Bên ngoài đại điện truyền tới một giọng nói lạnh như băng, nếu đã không muốn làm như vậy thì đừng làm nữa. Soạt, soạt, sốt. Hơn 10 ánh mắt đều dõi về phía ngoài đại điện. Thập trưởng lão đập bàn đứng dậy, là ai? Thật to gan. Kẻ nào dám hầu ngôn loạn ngữ ở thánh tộc, mau cút ra đây cho lão phu. Rầm. Cánh cửa đại điện bị đập nát, hơn 10 cái xác bay vào trong đại điện. Mọi người vội vàng đứng dậy, giận dữ nhìn về phía cửa đại điện. Bọn họ chỉ thấy một người thanh niên đi vào. Ngay khi nhìn thấy người thanh niên kia, cả lũ đều kinh hãi. Diệp Bắc Minh. Là cậu. Mọi người đều e dè nhìn anh. Lửa giận trên mặt tắt hơn phân nửa. Diệp Bắc Minh không đói hoài tới ánh mắt của mọi người mà chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể của Lạc Chính Hùng và Lạc Phu Nhân. Anh vung bàn tay to lên. Anh đưa thi thể của họ vào tháp càn khôn chấn ngục, tôi chỉ có một câu hỏi, Hàn Tông đâu rồi? Thập trưởng lão gầm lên, to gan, thi thể của người đứng đầu thánh tộc bọn tôi mà cậu cũng dám động vào à? Ngay sau đó, thập trưởng lão xuất hiện ngay trước mặt Diệp Bắc Minh, định bụng ra tay tấn công. Nể mặt rồi mà còn lấn tới à? Sát ý trên người Diệp Bắc Minh bùng nổ, anh quát to nhắc lại, hỏi các ông lần cuối, Hàn Tông ở đâu rồi? Nếu không, kết cục của người này chính là kết cục của các ông. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm ngân vang. Long tích sau lưng anh sát lên, 7 con rồng lao ra, chiếu sáng cả đại điện. Luồng khí tức khủng khiếp cuồn cuộn trào dâng. Thập trưởng lão cảm giác mình như đang trong cơn bão cấp 10, cơ thể già nua nổ tung hóa thành một đống máu. Tất cả mọi người khiếp sợ. Thập trưởng lão cảnh giới giới vương hậu kỳ đã bị tên này giết ngay tức khắc ư. Thập trưởng lão. Cậu ta không chỉ mở ra long tích mà còn dung hợp được 7 con rồng ư. Này, không thể nào. 7 con rồi sao, cả thế giới cao võ chẳng có ai làm như vậy được. Mười mấy lão già của thánh tộc trừng to mắt suýt rớt ra ngoài. Vẻ mặt Lạc Thạch Lăng cũng vô cùng khiếp hãi. Cuối cùng ông ta đã biết vì sao Lạc Chính Hùng lại xem trọng Diệp Bắc Minh đến vậy. Diệp Bắc Minh nhìn thẳng vào Lạc Thạch Lăng, bước tới, đưa tay lên áp chế ông ta. Răng rắc. Tay anh như một ngọn núi lớn đè nặng lên vai ông ta. Á! Lạc Thạch Lăng hét thảm, ông ta không thể nào chịu nổi sức mạnh của Diệp Bắc Minh. Đầu gối ông ta cong xuống rồi đập mạnh xuống đất. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, chắc là ông biết Hàn Tông ở đâu nhỉ? Cả người Lạc Thạch Lăng run rẩy, ông ta có thể cảm nhận được sát ý khủng khiếp trên người Diệp Bắc Minh. Nếu ông ta chần chừ thì sẽ giống với thập trưởng lão, tôi nói ạ. Đế tộc. Bọn Hàn Tông đã đến đế tộc rồi ạ. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, đế tộc. Lạc Thạch Lăng dập đầu điên cuồng, đúng vậy, người trẻ tuổi của thánh vực đến đó để cướp long mạch ạ. Tôi nói với bọn họ rằng đế tộc có 9 long mạch nên bọn họ đã đến đế tộc rồi. Diệp Bắc Minh, tôi nói cho cậu biết một bí mật. Năm ấy, sở dĩ đại lục chân võ bị hủy diệt chính là do bọn họ đã cướp tất cả long mạch của đại lục chân võ. Nhà họ Hàn là một trong số đó. Ông ta vừa nói xong, nháy mắt Diệp Bắc Minh đã biến mất. Chấm chấm chấm. Lúc này, ở đế tộc. Xác chết ngổn ngang. Máu chảy thành sông. Trong trận pháp ở cấm địa đế tộc. Bọn người đế giang, đế khuyết và lão tổ đế tộc đã đỏ mắt, nhìn chằm chằm vào đám thanh niên đang ở ngoài trận pháp. Một tiếng trước, bọn họ đã tới đế tộc. Vừa mở miệng đã đòi 9 long mạch của đế tộc. Đế tộc từ chối thẳng thừng. Ai ngờ rằng 10 lão già kia lại thẳng tay đại khai sát giới. Một đám người cầm quyền của đế tộc đành trốn vào trận pháp ở cấm địa mới may mắn sống sót. Đế Giang đỏ mắt nói, các người là ai? Đám nam thanh nữ tú kia cười cợt nói. Ha ha ha, chúng ta là ai nhỉ? Tên đần này còn hỏi chúng ta là ai kia? Đến thân phận của chúng ta còn không biết mà cũng dám phản kháng hả? Một người thanh niên lạnh giọng quát, nói chuyện với lũ kiến hôi kia làm gì? Phá trận pháp đó rồi giết sạch chúng.
mười mấy lão già kia liên tục tấn công vào trận pháp trong cấm địa của đế tộc. 15 phút sau, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trận pháp cấm địa của đế tộc vỡ nát. Giết! Mười mấy lão già kia lạnh lùng nhìn họ rồi lao tới tấn công. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngớt, nháy mắt đã có vô số người đế tộc hy sinh. Mắt lão tổ đế tộc đỏ ngầu, các ngươi tùy tiện giết người như vậy không tuân theo luật lệ gì sao? Một lão già áo xanh mỉm cười đáp, luật lệ hả? Ông sẽ bàn luật lệ với một lũ kiến hôi không? Con kiến dẫm chân là chết rồi. Một lão già mặt vuông lạnh lùng nói, giết sạch hết đi, đừng lãng phí thời gian, giúp đỡ bọn cậu chủ dung hợp long mạch là được rồi. Vâng. Những lão già còn lại nhe răng cười. Bọn họ ra tay. Ngực lão tổ đế tộc nổ tung, thiêu đốt máu tươi. Chao ôi, thiêu đốt tinh huyết à. Mau nhìn kìa, kiến hôi tức giận rồi kìa. Từ đằng xa đám nam thanh nữ tú kia cười bấn cợt. Nghe đầy căm tức. Đế Giang cắn răng nói, lão cửu, đưa Khởi La đi trước đi. Mắt đế khuyết đỏ bừng, phẫn nộ hét lên, những kẻ này thật quá đáng, tôi sẽ sống chết cùng với đế tộc. Đi đi. Đế Giang gào lên. Lão già mặt vuông chế nhạo như mèo bắt chuột, đi à? Được hả, tất cả đều để mạng lại đi. Rồi lão già đó lao tới chỗ đế khuyết và đế Khởi La. Lão tổ đế tộc thiêu đốt tinh huyết che chắn trước hai người họ, đi mau. Lão già mặt vuông tối sầm mặt mày, không biết tự lượng sức mình, chết cho lão phu. Một trường ập tới. Lão tổ đế tộc đưa hai tay lên chặn đòn. Răng rắc. Lão tổ bay ra ngoài, hai tay vỡ nát biến thành một đống máu bay đầy trời. Lão tổ. Đế Khởi La liều lĩnh xông lên, lấy đan dược ra đút cho lão tổ đế tộc. Lão tổ đế tộc vừa mở miệng nói gì đó, máu tươi đã tuôn trào ra ngoài, vô dụng thôi. Đi, đi mau. Lão già mặt vuông vui vẻ nói, đừng lo lắng, lão phu sẽ tiến các người lên đường một thể. Các người sẽ đồng hành cùng nhau dưới suối vàng mà. Ngay khi lão già đó định vung tay giết lão tổ đế tộc và đế Khởi La. Bỗng nhiên. Ai là Hàn Tông? Một giọng nói âm u hết thần chết vang lên. Sát y rét lạnh như băng bao phủ khắp nơi. Lão già mặt vuông run người, kinh ngạc quay đầu lại. Soạt, soạt, soạt. Trong chốc lát. Tất cả người thánh vực đều ngừng giết chóc mà quay đầu nhìn lại. Bọn họ chỉ thấy một bóng đen xé gió lao xuống như sao chổi. Là cậu ta. Đế Khởi La kích động run người. Đế Giang trừng mắt, sao cậu ta lại đến đây? Đế Khuyết không dám tin vào mắt mình, cậu ta đến đây cứu chúng ta sao? Không thể nào. Lão tổ đế tộc khó hiểu, lẽ nào là vì Khởi La? Gương mặt tái nhợt của đế Khởi La bỗng đỏ bừng, cơ thể mềm mại cứng đờ ơ. Cháu! Lão tổ, cháu với cậu ta không có gì hết. Trong đám đông, Hàn Tông nhướng mày, gã liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Gã hơn bất ngờ, thầm nghĩ cảnh giới thần đế hả? Tìm mình làm gì? Vãi đạn, cảnh giới thần đế hả? Một người thanh niên lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, lớn tiếng như vậy làm gì? Đồ chó mày muốn dọa người khác à? Chết cho tao. Người thanh niên kia bỗng bùng nổ, vung kiếm chém vào Diệp Bắc Minh. Cảnh giới thần đế mà cũng đến đây góp vui à? Đám nam thanh nữ tú còn lại cười ngặt nghẽo, chả thèm đếm xỉa tới Diệp Bắc Minh. Hàn Tông thầm lắc đầu, rồi xoay người nhìn vào sâu bên trong cấm địa. Chính ngọn núi rồng kéo dài liên miên, trong đó có 9 long mạch. Nếu gã dung hợp được 3 cái thì tương lai chắc chắn có thể tiến sâu vào cảnh giới võ đạo cao hơn. Phụt! Sau lưng gã truyền tới tiếng máu thịt nổ tung. Chắc là thằng nhãi cảnh giới thần đế đó chết rồi. Mọi người đều nghĩ như thế. Hàn Tông cũng không phải ngoại lệ. Ngay sau đó, sau lưng lại vọng tới giọng nói hết như thần chết kia, ai là Hàn Tông? Cái gì? Mọi người kinh hãi run người. Hàn Tông không dám tin quay đầu lại. Gã thấy người thanh niên cảnh giới thần đế đó vẫn nguyên vẹn lông tóc không chút tổn thương. Mà đồng đội của bọn họ, đã hy sinh. Ôi!
ba mươi mấy nam thanh nữ tú kia sửng sốt, một vài người không nhịn được bèn nhìn về phía Hàn Tông. Diệp Bắc Minh sắc bén, lạnh lùng nhìn Hàn Tông, mày chính là Hàn Tông à? Hàn Tông hờ hững nhìn Diệp Bắc Minh, mày là ai? Mày biết giết đồng đội tao có nghĩa gì không? Diệp Bắc Minh gật đầu nói, ngoài mày ra, những tên khác đều có thể giết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.